Khi mình thấy những cái hình ảnh Phật, Bồ Tát. Rồi có nhiều người nói á, thờ như vậy đó, ma quỷ nó dựa vô. Mình là Phật tử, mình không hiểu được những cái đạo lý đó, mình nghe người ta nói mình tin. Còn những cái biểu tượng, hình tượng mà có làm đi nữa, có công năng giáo hóa chúng sanh qua hình tượng. Bây giờ nói đơn giản nè, trong đời sống tu hành hay là đời sống bình thường của con người, cái gì đầu tiên làm hấp dẫn con người mình nhất? Cái sắc hay cái hương hay cái vị? Sắc. Quý vị toàn là mua đồ quảng cáo trên mạng nhiều hơn mà. Rõ ràng là mình nhìn hình tướng mình thích hơn đúng không? Trời ơi, trong tivi á, nó quảng cáo một cái hộp cơm hâm ra, rồi nó để vô miệng, nó nhâm mì, nó nghĩ mấy mắt mình chạy gì mình mua, về ăn với ẹt. Nhưng mà đầu tiên hấp dẫn mình trước là gì? Sắc. Rồi bây giờ vị đó có tu hay không tu, nhưng mà mình không biết, chưa tiếp xúc không biết. Nhưng cái ấn tượng đầu tiên mình nhìn ở nơi hình tướng cái vị tu đó là gì? Phúc hậu, hiền lành. Đó, phải không? Rồi bây giờ mình đi thỉnh tượng Phật, mình biết rõ ràng Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi, thì bất cứ tượng Quan Âm nào cũng để biểu tượng lòng từ bi. Nhưng có ai đi thỉnh cái tượng xấu không? Lúc nào thỉnh một tượng Bồ Tát, thỉnh tượng Phật, phải chăm chút nhìn cho thật kỹ. Nhiều khi cầm lên, để tới, để lui, để xa, để gần, để ý tới từng ngón tay, để ý tới từng cái kẻ môi. Để chi? Để mình thỉnh một tượng, để mình make sure, mình chắc rằng mình thỉnh được một tượng Phật đẹp. Vì sao? Vì mỗi khi mình nhìn Phật thì tâm lòng mình nó lắng xuống. Để nó đúng với cái câu vừa thấy dung nhan điều ngữ, trăm ngàn phiền não sạch không. Còn mình thỉnh nhầm tượng xấu quá. Vừa thấy dung nhan điều ngữ, con tiếc tiền hồi hủi Phật ơi. Tại vì bỏ tiền thỉnh tượng Phật đắt tiền quá, mà lỡ coi không kỹ đó. Hoặc là nhờ bạn thỉnh dùm cho, có nhiều người người ta kỹ, ai nhờ để thỉnh tượng Phật dùm họ ngại lắm. Không biết mình thỉnh vợ hạp nhãn mình, mà cái người kia có hạp nhãn không. Cho nên thôi, tốt nhất là thầy cho tôi chụp tấm hình, tôi gửi cho bạn tôi, để cho bạn tôi chắc chắn chịu tôi mới thỉnh, với mất công về mất. Phải không? Vì vậy cho nên Pháp Hòa thành một cái thói quen, hãy mỗi lần bất cứ đi tới nhà nào, tới chùa nào, vừa bước vô chánh điện, việc đầu tiên là mình khởi tâm ca tụng Phật. Mà Pháp Hòa quen tụng bằng chữ Hán: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh. Là gì nữa? Ai nhớ bài đó không? Thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta mâu ni ta phạ hạ. Mình tập thành một cái thói quen, mình tán thán Phật. Để chi? Để tạo cái phước cho mình. Đời này mình được cái phước, mình gặp, dù không gặp ngay Đức Phật, nhưng mình còn đủ duyên mình gặp tượng Phật. Thì mình khởi tâm mình tán thán Phật, để mình không có mất cái duyên lành với Phật bảo. Rồi mình học theo nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên ca tụng pháp bảo. Cái bài mà quý vị hay tụng á, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó, bài đó không phải bài kinh. Nó là một bài kệ ca ngợi pháp bảo của hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nhưng mà chư tổ thấy cái bài đó hay quá đi, cho nên chư tổ mang vào để trong cái nghi thức, để trước khi chúng ta tụng kinh, chúng ta ca ngợi pháp bảo. Và bây giờ mình đọc cái bản dịch đó, pháp Phật cao siêu màu nhiệm đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa thuộc cái bài dịch đó trong kinh Vu Lan á: vòi vội không trên pháp thẩm sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy xin trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Tất cả những bản dịch đó đều dịch từ cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó. Mà mỗi người mỗi cách dịch à, nhưng mà không điều từ dựa vào cái ý của cái bài đó. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Thật sự cái câu thứ ba là mình thấy đã đủ để cho tư duy quán chiếu. Đời nay con được thấy, nghe
và thọ trì. Chỉ cái câu thứ ba đó thôi mà nói được ba cái phước báo của chúng ta. Đó là thấy, nghe, thọ trì. Cho nên khi mình tu tập, mình phải thấy được cái sự hạnh phúc mà đời này chúng ta có được. Được làm thân người, được thấy, được nghe chánh pháp, được hiểu được chánh pháp. Nhiều khi nghe pháp thôi mà không hiểu, còn bây giờ mình nghe pháp và mình hiểu pháp nữa thì quá quý rồi, phải không? Cho nên nghe pháp mà phải hiểu pháp, rồi phải hành pháp để chúng ta chứng pháp. Vì vậy mà chúng ta còn có thêm cái bài mà để mà chúng ta hồi hướng phần đầu vậy đó. Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn thọ trì kinh Di Đó, không? Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Tại vì có những người, người ta thấy mà tâm ta không phát, người ta nghe mà tâm người ta không phát, phải không? Có nhiều khi mình không thấy người ta khổ, nhưng chỉ nghe nói người ta khổ thôi, tự nhiên mình thương. Chị có gửi tiền cứu trợ không? Cho tôi gửi phụ. Đâu thấy người ta khổ đâu, chỉ nghe người ta khổ mà mình phát tâm cũng là cái phước rồi. Cho nên hôm qua mình học đó, ánh sáng của nhĩ văn đó. Người mà người ta có được cái nhĩ văn, người ta khởi động lòng từ đó, nó tỏa ra liền. Rồi có nhiều khi mình không nghe người ta khổ mà thấy, người ta không có rên, người ta không than, nhưng thấy người ta khổ thì mình liền có mặt để giúp. Nhưng mà có nhiều khi thấy người ta khổ, nghe người ta rên mà tâm mình bình thường, hỏi sao? Tại tôi học Phật. Học Phật sao? Đối cảnh vô tâm. mình hiểu lầm ý của thiền ha. Đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Nói sao vậy? Tại vì trong tứ thập nhị chương á, Phật cũng dạy người đời có 20 cái khó, mà trong đó có một cái khó gọi là thấy cảnh mà vô tâm là khó. Nhưng mà cái chữ vô tâm ở đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ. Chữ vô tâm ở đây là thấy cảnh mà lòng không động. Thấy cảnh người ta thấy cái của tham mà tâm không khởi tham. Người thấy cảnh người ta nổi sân với mình mà mình không nổi sân, cái đó mới gọi là đối cảnh vô tâm. Phải không? Còn cái chuyện mà thấy cảnh khổ mà lòng mình không có thương xót thì mình biết là lòng mình bị sao? Bị lạnh nguội rồi. Cho nên các ông thầy mà tu đến mà nguội lạnh, bị bà già đốt nhà, không cho ở nữa là vậy đó. Đến khi nào mà thầy trả lời là tôi ôm, cô ôm tôi và tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ông thầy này tốt. Cho nên có một hôm một người đệ tử tới thăm người thầy. Thưa thầy, con rất là giận sư huynh con. Ông thầy vui, ông thầy nói, ồ, thầy mừng. Con giận có nghĩa là con đã từng thương và sẽ hết giận. Có nghĩa là con chưa biến con thành gì? Cỏ, cây, sắt, đá. Khi nào con người mình có buồn, có giận á, là mình biết ok rồi đó. Cho nên có một vị thiền sư á, ngày mới dạy á, mình đừng có tu làm sao mà để biến mình thành không còn biết buồn, biết khổ gì nữa, không được. Không. À, buồn biết mình buồn. Tại vì khi mình buồn thì mình những ngày vui mình mới biết trân quý. Cho nên hôm nay á, đại chúng có được những cái an tịnh, mặc dù khóa tu không đông, vì thứ nhất quý ni sư nhận cũng chừng mực, không đủ chỗ cho nên nhận chừng mực. Thứ hai, cái chỗ tu tập là chính, còn số lượng là phụ. Mà quý vị an tịnh được cái vui này đó, trong cái năm cái điều vui của người tu, cái này gọi là cái gì phải không? Viễn ly lạc hay là tịch tỉnh lạc. Có những cái vui á, mà mình rần rần, cái đó không phải, cái đó là vui của cái thô bên ngoài. Còn mình vui cái kiểu như vậy nè, cái kiểu mà không có nhạc, không có gì hết, ngày nào cũng ăn cơm thì bác im lặng, đi lên thì bác cũng phải từ từ, buổi trưa bác đi thiền hành cũng không cho nói, rồi ngủ không được nói chuyện, rồi gì cũng không hết trơn á. Im ru, thấy lù khù. Nhưng mà nếu mà ai chịu được cái lạc đó, thì người này có gì? Tịch tỉnh lạc. Mà mình lìa được những cái bình thường của mỗi ngày. Trời ơi, giờ này tôi ở nhà là tôi đang coi phim Hàn Quốc nè.
Giờ này tôi ăn xong rồi tôi coi phim Hàn Quốc nè, tối tôi coi phim Thái Lan nè, thí dụ vậy đó. Lìa được những cái đó mà mình vào đây mình vẫn vui được. Buổi ăn tắt đi cái phone, ngày 2 ngày nay tôi không có đụng vô cái phone bao nhiêu hết. Cái này gọi là viễn ly lạc. Mình lìa được những cái bình thường mà chúng ta bị đắm nhiễm. Cho nên là lạc. Cho nên thấy có làm gì đâu, nhẹ nhàng mà có một niềm vui tĩnh lặng. Cái vui này cần lắm. Cho nên lạc vẫn là thích hơn là hoan hỷ. Nhưng mà trước hết, đầu tiên hết phải có hoan hỷ. Tại vì nó chính là cái điểm khơi để chúng ta đi vào. Giống như người tu phát tâm xuất gia phải hoan hỷ. Phải vui vẻ với cái con đường của mình đi. Hay là ai làm cái gì cho mình cái gì, người đó phải vui mình mới dám nhận chứ. Đó. Thì người có được những cái sự tu tập đó thì tự động nó tỏa ra ánh sáng, mà ánh sáng này như ngày hôm qua giờ mình học vậy đó, không phải là những ánh sắc rực rỡ nhưng mà những cái ánh sáng của tự thân tự tâm rất nhẹ nhàng, chúng ta gọi là hào quang. Tại chữ hào là vi tế, rất là nhuyễn, không gặp được, không nhận ra được mới gọi là hào quang. Mặc dù quang là ánh sáng nhưng ánh sáng này nhuyễn lắm, vi tế lắm, gọi là hào quang. Ngày nay người ta làm hào quang cho Phật, người ta muốn nói lên hào quang cho nên người ta phải làm đèn đủ màu, có khi nó xẹt 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 giống như là điện vậy đó, phải không? Có những cái hào quang nó làm cái hình cái nhất là nhanh, thì giống như là nó chưa đúng cái nghĩa nhưng mà đại khái cái ý của người ta là để nói lên cái ánh sáng của Phật. Nhưng mà thật sự chữ hào đó nghĩa là nhuyễn, tinh tế, vi diệu mà người tĩnh lặng mới nhận ra được. Cho nên chúng ta cũng vậy, mình phải có tinh tế mình mới nhận ra được cái niềm vui, niềm an lạc của người bạn đồng tu với mình. Thì ngày hôm qua mình học tới tới cái ánh sáng của thú thiên. Bây giờ cái ánh sáng của cái đó là gì? Vô nhiệt não. Chữ vô là không, nhiệt não là nóng, nóng bức. Vậy thì chữ nhô vô nhiệt não này có khi được dịch nghĩa ngược lại là thanh lương. Thanh lương. Cho nên chỗ nào mà người ta muốn làm cái lễ tẩy tịnh đó, lấy nước rải đó, đọc bài Dương Chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên, rồi cuối cùng niệm Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Chữ vô nhiệt não được dịch nghĩa ngược, trên nguyên tắc giải thích vô là không, nhiệt là nóng bức, làm cho bức hại não hại mình, nhưng mà ngược lại của nó là gì? Thanh lương. Cho nên chư tổ á, dịch cái chữ vô nhiệt não là thanh lương. Và ngày xưa á, người ta hay lấy cái hồ nước để biểu tượng thanh lương trì, tại vì nóng bức cái gì? Nóng bức của thân tâm. Có nhiều khi mình ở trong chùa nhưng mà thân tâm mình nóng bức lắm, khó chịu lắm. Mình ở không thoải mái. Vì vậy mà trong truyện Kiều mới có câu á, vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Đoạn tràng là đoạn trường đó. Những cái chỗ mà nó khổ não vậy thì mình lại đi tìm tới. Còn cái chỗ thông dong như thế này mình đi không nổi. Thật ra quý vị nhớ tại sao cái quả dự lưu cũng còn quả tu đà hoàng được gọi là dự lưu, nhưng nó còn có cái nghĩa nữa là gì? Nghịch lưu, đi ngược lại dòng, ngược với dòng gì? Ngược với dòng đời. Nhưng mà bù lại thì chúng ta nhập vào dòng dòng thánh. Cho nên cái quả tu đà hoàng có hai nghĩa. Quả tu đà hoàng có hai nghĩa. Người ta gọi quả tu đà hoàng là sơ quả, quả đầu tiên của bốn quả, nhưng được dịch là nhập lưu và nghịch lưu. Nghịch lưu nghĩa là đi ngược dòng đời đó. Đây ngày nay là mình về là kêu là ngược dòng đời rồi đó. Hỏi chị đi đâu vậy? Đi tu. Hỏi tu vô chổng làm gì? Dạ không có làm gì hết, ngồi lim dim ăn cơm im lặng, đi 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 đứng nhẹ nhàng. Trời ơi,
mấy chị có bình thường không vậy? Tại sao đi làm cực khổ, kiếm chỗ nào enjoy đi mà tự nhiên vô chùa 4 ngày để mà như vậy đó. Người ta nhìn mình ta thấy mình nghịch luôn, phải không? Nhưng mà nghịch này không có tốn tiền, nhưng mà nhập lưu kia là tốn dữ lắm, phải không? Nghịch lưu nhưng mà nghịch với dòng đời mà nhập vào dòng thánh, cuộc sống mình nó bình an hơn, nó sẽ thanh thoát hơn nếu chúng ta hạ thủ công phu thật sự, dù chỉ một ngày tu. Cho nên gọi là vô nhiệt não, nhiệt nghĩa là thanh lương. Có những ánh sáng của sự trì tâm, ánh sáng của trì tâm. Trì là giữ, giữ cái tâm mình cho kêu cho miên mật. Hồi xưa các tổ, các ngài muốn tu hành tinh tấn, các ngài hay tự mình phải khép mình vào một cái việc gì đó. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị tổ, ngài để trên đầu nằm của ngài 4 chữ: sanh tử đại sự, việc lớn của sống chết. Đó, bây giờ quý vị nghĩ coi, mình thật ra trong lúc mình khỏe cái mình nói việc lớn của mình là bây giờ phải kiếm được vợ nè, hay kiếm được chồng nè, phải sanh con nè, phải có công ăn sự nghiệp nè. Nhưng mà cuối cùng rồi, khi cái bản án mà nó giao tới cho mình rồi, mình thấy rõ ràng chỉ có 2 chữ thôi là gì? Sống chết. Sống chết. Không có gì, nghe một cái rồi là mấy từ chuẩn bị thôi. Có nhiều vị để cho mình 4 chữ: sanh tử sự đại. Ở Việt Nam mình có một hòa thượng, Pháp Hòa được biết, ngài lúc còn sống, ngài đi giảng dạy, ngài làm rất nhiều Phật sự. Nhưng khi ngài biết ngài có bệnh nan y rồi, ngài là ngài từ giả hết tất cả những công việc, nhập thất, niệm Phật, chuyên tu. Và cái ngày mà ngài nhập thất á, cái cửa chính mà vô ra cái cửa phòng của ngài đó, phải không, đóng lại, xong rồi lấy giấy chéo chứ như người xưa mà cái kiểu niêm phong vậy đó, và để 4 chữ: sanh tử sự đại. Thị giả mà vô hầu ngài lo cơm cho ngài là đi cửa hông, đi cửa sau thôi, cửa chính này là bắt đầu khép lại, cho đến khi nào ngài viên tịch trong thất, cửa đó mới mở ra. Và ngài để 4 chữ: sanh tử sự đại, dán giấy niêm lại, và không ai được vào trong thất đó thấy ngài, và ngài cũng không gặp ai nữa hết. Chỉ có vị thị giả hàng ngày lo cơm nước hầu cận cho ngài, và khi ngài viên tịch, cửa đó mới mở ra để làm đám thôi. Đó. Còn có một vị khác để bên hông cái chỗ đầu nằm của mình, thà uống nước đồng sôi, nhất định không đem thân phạm giới để thọ của cúng dường. Nói những câu ghê gớm như vậy. Cho nên thỉnh như nên chính bản thân mình, nhiều khi mình vấp phải một cái gì mà cứ lấp đi lấp lại, thì đôi khi mình cũng phải tự, ví dụ mình làm cái việc đó rồi cái mình bị người ta nói ngọt, cái mình tiếp tục, cái đôi khi mình cũng phải nói cậu. Thì có một cái anh đó nói với con, anh nói với bố Hòa, con bị người ta dụ hoài mà có ai nói ngọt con cái con xiêu lòng, cho một ngày nọ con phải để sao mày ngu quá. Quý vị nào mà hay lái xe mà lái xe ẩu over speed đó, phải không, nên dán ở chỗ cái bằng lái xe của mình. Cho nên ở bên Bhutan đó, là một đất nước bây giờ là được mệnh danh là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Mà quý vị biết Pháp Hòa qua bên đó đó, có một cái điều đặc biệt là cái đất nước đó, cả nước luôn nha, không có một cây đèn xanh đèn đỏ nào hết. Lạ không? Lái xe không có đèn, không có đèn xanh đèn đỏ gì hết, vậy mà lái vẫn an toàn. Tại sao? Tại vì người ta có trì tâm của người ta. Dọc bên đường đi, chính phủ để những cái bảng để nhắc nhở người ta lái xe. Tôi biết bạn đang gấp về nhà, nhưng đừng vì thế mà không làm cho người khác không, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không được về nhà. Nghĩa là mình gấp về nhà, mình lái ẩu, mình đụng người ta chết, người ta không được về nhà. Mà dọc đường đi để những cái bảng như vậy. Và đối với Pháp Hòa đó, Pháp Hòa cho đó là những cái đèn xanh đèn đỏ linh thiêng nhất.
Tại nhiều khi cái đèn nó không có, nó chỉ là cái flashlight. Nhiều lúc có người ý thức, nhưng mà có những người ý thức, không ý thức là vượt luôn. Cho nên thỉnh thoảng mình thấy nước Mỹ để don't drink and drive. Đó là một trong những cách mà bên Bhutan người ta làm. Đừng uống rượu khi lái xe. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ người khác. Cho nên mỗi người chúng ta, ai cũng sẽ gặp, có thể chúng ta sẽ bị một cái khó khăn. Có nhiều khi mình làm khổ một người thân của mình mà mình không hề hay biết. Hoặc là mình biết nhưng mình không làm được. Thì mình phải viết một câu pháp ngữ nào đó, để ở đâu đó để nhắc nhở mình. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ vợ mình. Hay là đừng vì cái vui của mình mà làm khổ con mình. Đừng vì cái vui của mình mà làm khổ chồng mình. Tùy theo. Chúng ta có pháp ngữ. Cho nên pháp ngữ là gì? Là những câu nói ngắn gọn, chứa đựng những cái sự tinh yếu nhắc nhở con người. Cái đó gọi là pháp ngữ. Rồi những cái pháp ngữ đó, người ta gom lại. Người ta gom lại thành một quyển sách. Cho nên gọi là lục. Lục nghĩa là những cái lời nói giữ lại để cho người sau đọc. Có khi gọi là pháp ngữ lục. Quý vị nên đi tìm cái quyển pháp ngữ lục của Ni Sư Chứng Nghiêm. Ni Sư Chứng Nghiêm là một người, một ni sư ở Đài Loan, vẫn còn đang còn sống, ở Hoa Liên. Và các cô đọc tiểu sử của ni sư, đọc pháp ngữ của ni sư, để khuyến tấn giới nữ. Mình có những bậc trưởng thượng trong hàng ni giới, và có đạo hạnh, có đạo tâm, có kiên trì, để mình làm gì? Tiếng Mỹ nó kêu là look up, nhìn lên để mình học hạnh. Ni sư có những lời nói rất hay, có những việc làm bất khả tư nghị. Và những vị đó chúng ta nên nhìn lên để chúng ta học. Hòa thượng Tinh Vân cũng vậy, ở Phật Quang Sơn. Và Đài Loan có cái đặc biệt là mỗi núi có một vị tôn đức. Và mỗi một vị tôn đức đều có những cái biệt tài của quý ngài, có cái phước báo riêng của các ngài, và có cái biệt tài của các ngài. Trung đài có Duy Giác Hòa thượng, có Trung đài Thiền tự, Cao Hùng có Phật Quang Sơn, Đại sư Tinh Vân, Hoa Liên có Ni sư Chứng Nghiêm, Hội Từ Tế. Ở Pháp Cổ Sơn có ngài Thánh Nghiêm. Và những vị đó đều là những bậc rất nhiều cái để chúng ta học. Nhưng mà học để làm gì? Học cái tinh cần, cái trì tâm của các ngài. Các ngài làm đạo cũng cực khổ lắm chứ không phải dễ. Cho nên một vị nào mà làm đạo mà cực khổ, mà mình người đó vẫn trì chí giữ tâm khi mà làm, thì những bậc đó mình nên học. Mà nhìn lại thì mình thấy không có người nào mà làm đạo mà dễ cả. Thì trong cuộc đời này á, gây nên một sự nghiệp của riêng mình thì nó dễ. Nhưng mà sự nghiệp của đạo pháp, mà cái sự nghiệp này là bá gia bá tánh người ta đưa vào để mình xây dựng, đâu phải đơn giản đâu. Thử thách, chông gai và gian nan. Nhưng mình phải có hai yếu tố: trì tâm và ân cần. Ân cần là ân cần với ai? Ân cần với chính cái chí nguyện của mình. Ân cần với thầy tổ của mình. Ân cần với Đức Phật. Ân cần với cái lời phát nguyện của mình. Mình đi xuất gia để làm gì? Học đạo để làm gì? Mình đọc biết bao nhiêu những cái bài kệ, những pháp ngữ nghe rất là kêu, nhưng mà rốt cuộc nó chỉ thành ra văn tự chữ nghĩa thì nó uổng quá. Người nào đi xuất gia cũng học năm cái đức của một người đi tu cả. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cốt. Con đi phát tâm xuất gia là vì con cảm mến đạo Phật, đạo pháp.
Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Nhi giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố. Con bỏ đi những cái đẹp thế gian vì con chỉ thích cái áo của người tu thôi. Vậy mà giờ chế mấy cái kiểu áo đời mặc mới vui chứ. Mặc cái quần người tu sợ người ta cười, phải may cho nó túm túm, rồi ủi theo kiểu quần tây để mặc. Thà may những cái chiếc áo nhìn nó ná ná nửa đời nửa đạo mà. Tại sao? Tại sao mình người ta Ấn Độ người ta đội cái gì đó, cái mấn, cái nịch đầu của người ta, rồi người ta mặc những cái áo đó, người Ấn Độ đi đầy đường người ta không mắc cỡ. Mình là một người xuất gia thì phải có pháp phục của người xuất gia chứ sao lại sợ người ta cười. Nhiều đó thôi. Cho nên mình mới biết là mình phải có cái tinh, cái ân cần và cái trì tâm. Ân cần với chính mình. Có ai mà đối xử với mình tệ không? Tự mình đối xử tệ với mình không? Trừ khi nào mình thất niệm vô minh. Mình có chánh niệm trí tuệ thì không bao giờ mình đối xử tệ với mình hết. Mình có một cái ánh sáng của chánh định. Định đó là khi mình đủ cái năng lực lắng. Cho nên nhớ là có chánh định chứ không phải tà định. Cần ân cần cũng phải, chuyên cần cũng phải có chánh cần chứ không thể là tà cần. Có nhiều người ta siêng làm chuyện trời ơi lắm. Ví dụ như chuyện thiên hạ, siêng gọi người này báo rồi, nói xong cái thôi hen, tôi tranh thủ tôi cúp nghe để tôi gọi người khác. Cái này là cũng ân cần đó chứ, cũng ân cần đó, những chuyện thị phi đó. Cho nên mình Phật dạy mình á, chánh cần chứ không có tà cần, chánh định chứ không có tà định, chánh tuệ chứ không có tà tuệ. Có đôi khi chúng ta cũng có tuệ nhưng mà cái tuệ mình nó không phải là chánh tuệ mà là tà tuệ. Mà hễ cái gì mà nó xen vào thì nó thành chất. Ví dụ á, cái hoa này nè, mà mình tưới nước của nó, tưới nước lọc hay tưới nước ấm thì nó có thể nó lâu. Nhưng ngược lại mình cũng lấy nước mà dầm nước sôi, nấu sôi ngột lên, tưới vô thì nó cũng sẽ thành gì? Thành hoa chết, hoa hư. Thành nếu mình gia nó vào cái gì á thì nó thành cái đó. Mình nấu một cái nồi nước lên mà mình nêm me thì nó thành canh chua, mà để bột cà ri nó thành cà ri. Mình để bún bò Huế nó thành bún bò Huế. Cái quan trọng là mình cáp nó vào cái gì. Thì cái con đường đi của mình cũng thế. Hễ mình đưa cái chánh vào con đường mình đi thì nó là chánh đạo. Mình xen cái tà vô thì nó tà đạo. Cái nhìn của mình cũng vậy. Cái nhìn của mình mà nhìn bằng cái chánh thì là chánh kiến. Nhìn lệch lạc thì gọi là tà kiến. Mà nhìn mà người ta dứt cặp cái sự mà hắc ám, cái sự mà ghét bỏ gọi là ác kiến. Nhìn lệch lạc có một bên thì gọi là biên kiến. Đó. Thành thử ra cái nội một cái nhìn thôi đó, mà Đức Phật cũng phân tích 5 loại nhìn. Gọi là ngũ kiến. Tà kiến, biên kiến. Cho nên mình phải có chánh định. Định là sự sâu lắng. Mà người nào có định là có tuệ. Cho nên giới định tuệ nó đi chung. Nhưng mà không phải là tu có định mới có tuệ. Ngay trong tuệ nó đã có định. Trong định nó đã có tuệ. Tại sao? Biết chọn cho mình cái loại định nào. Đã chọn được định nào thì là đã trong tuệ định nó có tuệ rồi. Quý vị nhớ là trong cái giáo lý của nhà Phật đó, nó có một cái tương tức rất là hay, là trong cái này nó đã sẵn có cái kia. Chứ không phải là đợi tu cái này rồi mới tới cái kia. Mà ngay trong đó nó có cái đó. Ngay ở trong định nó đã có tuệ. Tại vì nếu không có tuệ làm sao biết chọn cho mình cái định gì. Nhưng mà nhờ cái định này nó càng sâu thì tuệ nó càng lớn. Cho nên trong pháp môn tu á, mình tu cái gì á, tự động á, ráng tu đi có trí tuệ không. Khi mình vừa chọn pháp tu là đã có tuệ rồi. Cho nên trong thất giác chi, cái đầu tiên gọi là trạch pháp. Mình phải có con mắt trạch pháp. Trạch là gì? Lựa chọn. Mình phải có con mắt lựa chọn cái gì để nó phù hợp với mình.
Xin phép đại chúng, một cái bữa trưa mình đi xếp hàng mà lấy cơm, mình có trạch pháp không? Có không? Chà, này tàu hũ nè. Nhưng mà Pháp Hòa biết có những vị người ta dị ứng tàu hũ 100%. Mà tất cả cái gì làm bằng đậu nành là người ta không thể ăn được. Cho nên nói, thấy này đậu hũ chiên nó dạ không, đậu hũ tôi không ăn được. Thôi thầy ăn này đi, này sườn non nè. Sườn non làm từ đâu? Từ đậu nành, cũng không ăn được. Cuối cùng vị đó đi cuối hàng, thôi cho tôi miếng rau luộc. Nước tương cũng không ăn được. Tại sao? Đậu nành. Nhờ như vậy cho nên người ta trạch pháp, tức là người ta nhìn được cái gì người ta không thể ăn thì người ta không ăn, để người ta nuôi thân người ta. Có nhiều khi mình trạch xong rồi cái nó nói không có sao đâu, có thuốc. Ăn đi rồi uống thuốc. Thì cái gì nó thắng mình? Cái tham ăn nó thắng mình. Cho nên hồi nãy trong cái bài đọc đó, trong cái tâm, trong ngũ quán đó, có cái quán thứ ba đó: chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể. Đó là mình diễn đạt theo cái câu thứ ba là tam phòng tâm ly quá, tức là thứ ba là phải phòng ngừa cái tâm tội lỗi mà tham đẳng vi tông. Tham là cội gốc đó, mà nói thẳng ra là ngay lúc ăn thì tham gì? Tham ăn. Lúc ăn thì chỉ có cái tham ăn nó lôi mình thôi. Mà thưa đại chúng, nhìn hết tất cả các thứ bệnh của thân, tự gì mà ra? Ăn mà ra. Cho nên ăn bậy là bệnh, nói bậy là họa, cũng cái miệng thôi. Người có chánh định, người ta thấy cái nào là họa và cái nào là bệnh. Nói này họa nha. Vậy thì chánh định, thì trong chánh định nó có chánh tuệ không? Có. Cho nên trong phước, người ta nói tu phước tu huệ. Vừa rồi có một cô khóc, con vô chùa con nấu ăn tối ngày dưới bếp bị người ta la, con người ta nói bà tối ngày lo nấu ăn không lo tu phước, bà lo tu phước không lo tu huệ. Mà vị nào nói vậy cũng thiếu chánh niệm đó. Người ta nấu ăn cho mình ăn, xuống nói vậy làm ta thối chí, người ta không nấu nữa cái mình ăn gì. Pháp Hòa mới giải thích cho cô biết trong phước có huệ. Nếu cô không biết rằng đại chúng đang cần mình phụ để cô vô phụ, cái gì làm cho cô hiểu rằng mọi người đang cần cô? Huệ, phải không? Và cái thứ hai nữa là mình đem cái khả năng nấu nướng của mình để phục vụ cho đại chúng có được những bữa ăn ngon, bổ dưỡng để người ta tu, cũng là huệ. Người mà có, thay vì giờ này nè mình đi đánh bài, mình đi chơi, không, tôi đem thân mạng này, giờ giấc này, sức lực này để đi vào đây phục vụ cho đại chúng, cái gì làm cho mình hiểu được cái đó? Huệ. Như vậy nghe tu phước có tu huệ không? Có. Tại sao lại nói là tách hai cái đó ra? Rồi ngược lại nè, anh tu tuệ mà anh không có phước. Nhiều khi mình có nghe nhưng mình phải có phước của cái nghe nữa, nghe để mình select, chọn lọc. Và đôi khi á, xin phép đại chúng, nhiều khi mình ngồi để mình nghe nha, nghe đã đời mà cảm thấy là mình rất là tâm đắc, nhưng mà đứng dậy rồi là quên hết trơn, không nhớ ông thầy cũng nói gì hết trơn á, thì cái này cũng là một loại tuệ đó chứ. Một loại tuệ đó. Nhưng mà Phật gọi trong kinh tuệ là tuệ gì quý vị không? Tuệ này là tuệ của bắp vế. Đức Phật dạy có ba loại trí tuệ. Và có một loại trí tuệ gọi là, đây, mình ngồi vậy nè, ngồi giống Pháp Hòa ngồi nè, giống quý bác ngồi vậy đó, rồi để vài viên kẹo lên thử coi. Đứng dậy thì sao? Kẹo nó rớt hết. Có bao giờ mình kiểu vậy không? Nghe xong đứng dậy thì quên hết trơn, không nhớ ông thầy cũng nói gì hết trơn. Tôi nhớ loáng thoáng vậy đó. Đại khái vậy. Trí tuệ bất vệ. Nhưng mà có những loại trí tuệ lộn ngược, nghe nhiều thì giống như cái chảo, cái nồi mình úp vô đầu mình. Cho nên chánh kiến thì có chánh tuệ, mà có chánh tuệ thì nhất định có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, vân vân.
Cho nên trong một cái chánh mà có những cái chánh khác, ngay cái chữ chánh niệm là cội nguồn của các chánh khác đó. Người có chánh niệm sẽ có chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, vân vân. Cho nên giáo lý nó có cái hay là mặc dù nói thứ lớp chánh kiến, chánh tư duy, nhưng mà thật sự ra khi mình nắm vững được giáo lý, nói cái nào trước cũng được hết. Nói cái nào trước cũng được hết. Tại vì cái nào nó cũng là cái sự luân lưu và có nhau trong sự tu tập. Mình có một ánh sáng có gọi là hiển diệu. Hiển diệu là ánh sáng gì? Hiển bày những pháp vi diệu. Có nhiều khi một cái việc làm rất nhẹ nhàng, nhưng mà nó thể hiện cái điều vi diệu đó rất lớn. Thanh trừng, ánh sáng của thanh trừng là gì? Trong sạch. Chữ trừng là trong khiết. Hoa sen á, nó có 8 cái khả năng. Hoa sen có 8 cái khả năng, mà trong đó có một khả năng của hoa sen là làm cho nước trong. Tại vì hoa sen mọc ở trong bùn, mà hoa sen không có làm cho nước bùn nó vẫn đục, mà nó có khả năng làm cho nước trong lại. Người tu của mình cũng vậy. Mình đi đến đâu mình khả năng làm cho người ta trong sáng ra. Cái người ta mê mờ mình làm cho người ta trong sáng. Người ta đang rối ren mình phải làm cho người ta nhẹ nhàng. Trời ơi, cuộc sống người ta đang nhẹ nhàng, mình tới làm sao ngồi người ta rối ren hết chứ. Cái này là mình làm ngược lại. Người ta đang buồn rầu, mình phải nói cho người ta được nhẹ nhàng những cái buồn rầu đó. Buồn rầu là gì biết không? Buồn rầu là một nghĩa khác của chữ phiền não thôi. Tại vì phiền là buồn, não là rầu. Buồn rầu kêu phiền não. Đó là một cái, mà hơn nữa nhớ là phiền não là không phải ai chọc mình mới kêu phiền não nha. Mình thương một người nào đó, mình không gặp người đó, mình nhớ nhung là cũng là một dạng phiền não đó. Rồi bây giờ quý vị thích đó, ăn chè thiệt ngọt, mà lỡ người ta nấu chè nó lạc quá, mình nói chợ, chè nấu thì lạc nhách, ăn không ngon, một miếng. Chè gì nấu không ngon, hai miếng. Nói xong hết chén. mà xong rồi vẫn chè không ngon. Vậy thì ăn chè đâu dưới gì? Phiền não. Nhiều khi mình nói lần là người ta hiểu rồi. Cứ mỗi một miếng là chè không ngon. Thậm chí một người thứ nhất người ta vừa ngồi xuống, chị ăn chén chè chị dở dở tại nó không ngọt. Rồi cái người thứ hai tới, anh ăn chè anh, chè không ngon, chè hơi đạt. Một chục người vô là mình quảng cáo đủ chục người. Rồi chính bản thân mình ngồi mình khầm lên đủ chục lần cũng hết chén chè. Thì ăn chè đó là chè của phiền não. Phiền não là gì? Khi lòng mình không còn bình an với bất cứ một hiện tượng nào trong cuộc sống, dù vui hay buồn, đều là phiền não hết. Một cái người kia họ sống độc thân, họ bình thường lắm, họ không có gì phải lo rầu hết trơn. Tự nhiên một ngày nọ họ đi, họ gặp một cái người kia, họ để ý rồi họ xin số phone, rồi nghe đồn cái người đó chiều nào cũng tới đó, cái chiều nào cũng có dắt xe tới đó đứng chờ hoài không thấy gì hết. Phải không? Thì chờ đợi nhớ nhung, tâm mình không còn bình thường như những lúc bình thường nữa, là một dạng phiền não. Nhưng mà phiền não gọi là phiền não êm ái. Còn khi nào mình giận tức ai thì gọi là phiền não không êm ái. Chứ không phải giận không mới kêu phiền não nha. Tâm trí mình không còn bình thường, bình an nữa là phiền não. Hồi nhỏ Pháp Hòa có xem cái bộ phim Tế Điên Hòa Thượng. Thì có ông thầy đó, có một cô gái trong cái bộ phim đó có kể là một câu chuyện ngắn. Có một cô gái đó đi chùa, thì cái thầy này thấy tu miên mật lắm, thầy không sao hết trơn á, mà ngày nào thầy cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh hết. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức dịch phục như thị. Thầy đọc ngon lành lắm. Cái tự nhiên một ngày nọ có một cô gái xuất hiện trước mặt thầy, và thầy thương cô gái đó. Bây giờ thầy đọc sắc tức thị không nóng quất nữa. Nó không có tác dụng gì nữa hết á. Thấy sắc, sắc tức là sắc, đẹp thiệt là đẹp.
Nó không bình thường nữa. Thì một ngày nọ thấy rầu rĩ quá, thầy mới lên thưa với thầy của thầy: bây giờ con muốn diệt được cái đó không? Khi nào mà cái tâm con khởi lên thì con hãy đi ra một gốc cây, con đấm vô cái gốc cây đó. Thì cái chú này mà chú mới ra chú đấm, thì vừa thấy chú đấm xong cái thì cái vỏ cây á nó tróc ra, và trong đó hiện lên chữ Phật. Cái thì chú vừa định đánh cái chưởng thứ hai thì chú định chú thấy chữ Phật chú rút tay lại. Cái ông thầy nói: cái chữ đó chữ gì? Nói dạ chữ Phật. Phật mắc mớ gì với con? Chú đánh tiếp. Nghĩa là khi nào con cần diệt phiền não, những chữ đó bình thường mình phải tôn trọng, nhưng vẫn phải biết rằng chữ đó cũng chỉ là văn tự chữ nghĩa chứ chưa phải là Phật trong con. Hồi sáng này á, Pháp Hòa nghe loáng thoáng thầy Không Tú thầy giảng câu: cái gì là cái lõi, cái đó mới tồn tại. Hiểu ý không? Thì cái cốt lõi đó là gì? Là tự tánh thanh tịnh của mình. Mặc dù bình thường chữ Phật phải quý, hình Phật phải trọng, nhưng có những lúc gặp Phật phải giết Phật, gặp ma phải giết ma. Cho nên cái câu mà tổ dạy mình, tại vì sao? Tại lúc đó mình đang bị hình sắc âm thanh nó quấy rầy mình. Khi mình ngồi thiền á, mình có thấy Phật á, thì nếu mà mình để an ủi mình chút á: dạ con nhận đây là tướng tốt, điềm lành, trợ duyên cho con tu tập, chấm hết. Trời ơi, tôi thấy Phật rồi. Bắt đầu đi khoe khắp làng khắp xóm hết: trời ơi, chị biết không, bữa nay tôi ngồi thiền tôi thấy Phật á. Rồi là mình bám vào cái hình ảnh Phật đó. Thì nếu mà ai học kinh Lăng Nghiêm, học tới cái phẩm, cái đoạn gọi là 50 ngũ ấm ma, con người mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một cái ấm đó nó có 10 thứ ma. Cho nên 5 ấm đó nhân lên là 50 con ma. Về cái sắc thôi nó cũng đủ kiểu nó nói với mình. Về cái âm thanh thôi. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa mới nói, nhiều khi mình á thích một cái gì quá, mình đủ định, đủ trí để nói cái này không nên. Nhưng sau đó có một cái gì đó nó nói phía sau mình: không sao đâu, kệ đi, cứ làm đi, tùy duyên, phương tiện. Thì cái đó đó, ở trên phương diện ma nó là gì? Nó là thiên ma. Ma không phải ma, ma ngoài trong lòng của mình. Nó có phiền não ma, nó có ngũ ấm ma, nó có tử ma, nó có thiên ma. Cho nên mình phải có một cái hiển diệu, ánh sáng của hiển diệu này, mình hiển lộ được cái vi diệu ở trong lòng mình. Vi diệu đó mình không thấy, nhưng mà nhiều khi một cái hành động nhẹ nhàng, chẳng hạn như đại chúng đang vui vẻ, lỡ mình không đồng tâm một cái gì, đồng ý một cái gì đó, đừng có biểu lộ. Tại vì mọi người, người ta đang ở trong cái trạng thái đó. Mình chỉ một cái sự im lặng của mình thôi, nó cứu vãn được tình thế rất nhiều, nhất là trong đời sống hàng ngày của mình. Thanh trừng, hiển diệu. Có một ánh sáng gọi là tổng trì. Chữ tổng trì á, được dịch chung từ cái chữ Đà Ra Ni. Quý vị hay tụng: thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại, đại bi, tâm, Đà Ra Ni. Thì cái chữ Đà Ra Ni á, mình âm lại là Đà La Ni hay là Đà Ra Ni, đều là phiên âm từ chữ Phạn là Đà Ra Ni. Thì cái chữ Đà Ra Ni này được dịch chung là tổng trì. Tổng là gì? Là gồm thâu. Trì là gìn giữ. Bây giờ bắt đầu chư tổ mới phân tích 4 cái loại tổng trì. Thứ nhất, pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, chú tổng trì,
và nhẫn tổng trì. Mình nếu mình tổng trì, tức là mình trì tổng quát hết, mình trì chung tất cả, thì trong đó mình có một cái gì mình phải biết. Phải biết pháp. Pháp là gì? Là những việc chúng ta làm mỗi ngày. Ví dụ đeo sâu chuỗi 18 hạt, mình hiểu nghĩa của 18 hạt. Đeo sâu chuỗi 108 hạt, mình biết nghĩa của cái sâu chuỗi 108 hạt. Lạy Phật ba lạy, mình biết lý do tại sao lại ba lạy. Khi mình biết được cái mình biết mình hành cái việc làm đó gọi là pháp. Mình giải thích được cái việc mình làm gọi là nghĩa. Đúng không? Mà có việc gì chúng ta làm mà không có việc mà không có nghĩa đâu. Tại chúng ta không nghiên cứu, chúng ta không học hỏi thôi. Thí dụ như tại sao cúng ông thổ địa đó, cúng đất đai, cúng thổ địa để năm chung nước, mà không ba chung, bốn chung, mà để năm chung. Tại vì đất đai có năm phương, đông, tây, nam, bắc và ở khoảng giữa, cho nên để năm chung nước. Chúng ta gọi là ngũ phương, ngũ thổ. Cúng cô hồn tại sao để 6 chén? Để 12 chén. 16 chén là tượng trưng cho lục đạo, hoặc là 12 loại cô hồn. Tứ sanh lục đạo, thập nhị loại cô hồn. Một là mình lấy một con số nào đó đại diện. Bây giờ cô hồn thì hằng hà sa số, biết để bao nhiêu chén đũa cho đủ. Cho nên lấy 6 chén hoặc 12 chén để biểu tượng. Tại sao việc người Việt Nam cúng cô hồn có dĩa muối gạo mà các nước khác cúng không có? Người Tàu cúng cô hồn đâu có muối gạo. Việt Nam mình cúng gì cũng để dĩa muối gạo hết. Tại sao? Mình làm cái dĩa muối gạo đó mình mới ứng cái pháp thôi. Mà mình chưa giải thích được cái nghĩa. Cho nên nếu mình làm cái việc đó, mình giải thích được cái nghĩa đó, gọi là tổng trì. Cho nên tại sao gọi là tâm đà ra ni? Tại sao gọi là đại bi tâm đà ra ni? Anh có lòng đại bi rồi, anh có lòng đại bi rồi, thì anh làm tất cả việc, anh hiểu tất cả việc, anh làm tất cả việc, mà làm bằng tất cả bằng sự nhẫn nại của anh. Cho nên cái cuối cùng gọi là nhẫn đà ra ni. Anh muốn hành pháp, anh muốn giải thích, anh muốn chân ngôn. Chữ thần chú được dịch là chân ngôn mật ngữ. Mà chân ngôn này, muốn nói lời chân ngôn, muốn nói cái, muốn ứng cái pháp, muốn giải cái nghĩa, không đơn giản đâu. Nhiều khi người ta đâu có tin. Mình phải đủ nhẫn nại để mình làm. Cho nên mình phải có, trong bốn cái tổng trì nó có cái cuối cùng là nhẫn. Nhẫn để làm gì? Nhẫn để mình đủ cái năng lực truyền tải những điều mình muốn nói. Quý vị thấy chư Phật, Bồ Tát, các ngài muốn hành đạo, các ngài phải có một cái năng lực, đó là nhẫn lực. Mặc dù các ngài có pháp lực, có cái năng lực của giáo pháp, nhưng mà muốn hành Bồ Tát đạo không có nhẫn là không được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, mình muốn bố thí mà không có nhẫn, bố thí trường tồn mãi mãi không? Người ta khen thì làm, người ta chê là mình bỏ cuộc. Hoặc là người ta nói vô nói ra là bắt đầu mình hơi lung lay thối tâm rồi. Cho nên trong bố thí phải bố thí độ phải có nhẫn nhục độ. Cho nên trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có tinh tấn, không siêng năng làm thì lúc làm lúc không. Cho nên xin thưa đại chúng, chữ tổng trì có bốn nghĩa ha, có bốn loại tổng trì ha: pháp tổng trì, nghĩa tổng trì, chú tổng trì và nhẫn tổng trì. Chữ chú là gì? Chữ chú ở trong kinh điển dùng á là nói cho đủ là thần chú. Và chữ chú đó được dịch nghĩa là chân ngôn. Cho nên ví dụ nói chân ngôn tịnh pháp giới, nếu mình dịch nói theo bình thường là chú tịnh pháp giới. Cho nên mình nói tụng chú vãng sanh đi, tụng chú thất Phật diệt tội đi,
Còn nếu là mình nói cho đô, mình nói theo cái nghĩa là vãng sanh chân ngôn, diệt tội chân ngôn. Nhưng mà chữ chân ngôn được gọi thêm một nghĩa khác là chú, là thần chú. Mà tại sao gọi là chân ngôn? Tại vì đây là lời thật. Quý vị có biết thần chú, hay quý vị có biết thần chú của Bát Nhã Tâm Kinh không? Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Yết đế, yết đế. Ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Mà tại sao được gọi là chân ngôn? Chân ngôn là lời thật. Đây chân ngôn của chú Bát Nhã nè. Cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa để được qua bờ bên kia. Trời ơi, vì hồi nãy tôi đọc nghe thấy xôn tụ lắm mà. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không hư dối. Trời, nghe quảng cáo quá trời, tôi tưởng chú này là cái gì ghê gớm lắm. Rốt cuộc chỉ có một câu thôi: cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng đi con, cố gắng nữa đi con, để được bờ bên kia. Mà thật sự trong cuộc đời này, muốn qua tất cả khổ, chỉ có một cái việc duy nhất là gì? Cố gắng, cố gắng. Quý ni sư về cái chùa Huệ Lâm này năm 2005. Và những ngày đầu gian khó đó mà nếu không có trì Bát Nhã thì làm gì có ngày hôm nay, phải không? Cố gắng, cố gắng, cố gắng nữa đi cô, cố gắng nữa đi sư. Đó. Cố gắng để được qua bờ đến bờ bên kia. Mà bờ bên kia là bờ gì? Ta Bà Ha. Ta Bà Ha có 6 nghĩa, trong đó có một nghĩa gọi là cát tường, là viên tịch, là cứu cánh, là rốt ráo, là viên mãn. Ta Bà Ha có 6 nghĩa, cho nên chú Đại Bi có 14 lần Ta Bà Ha. Na Ra Khẩn Trì Ta Bà Ha, Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha, Tất Ra Tăng Nga Bụt Khi Ra Ta Bà Ha, tới cuối cùng Án Tất Điệu Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Chú Đại Bi có 14 cái lần Ta Bà Ha. Vậy thì nó không phải chân ngôn là gì? Rồi thí dụ mình tụng Tiêu Tai Các Tường Thần Chú, lúc mình tụng Án Khê Khê Hế Khê Hế, hồng hồng, lửa lửa bừng lên, lửa bừng lên, lửa đốt cháy tất cả mọi tai nạn, dịch nghĩa được hết. Nhưng mà tại mình học thì phải học nghĩa, nhưng trì phải trì nguyên âm, để làm chi? Nó gom cái định lại. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tâm một yết đê xoa. Thuốc, thuốc. bệ sắc thể là thuốc, thuốc. Thuốc chữa lành bệnh, thuốc chữa lành bệnh. Đát Điệt Tha, chữ Đát Điệt Tha dịch là liền nói chú rằng, chú đó nói như thế này. Thí dụ bây giờ trong cuộc đời, cuộc sống hàng ngày của mình, tôi nói cho chị nghe nha. Nói gần, nói xa, hôm qua nói thật nha. Đó, là Đát Điệt Tha đó. Hỏi gì? Cái chị muốn nói tôi là gì? Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Người ơi xin nhớ, cát bụi là ta, mai rồi sẽ qua. Ủa tôi tưởng chị nói anh niệm câu chú đó đi. Anh niệm câu chú đó được rồi thì không khổ, không có cái phiền muộn nào nó làm khổ anh được nữa. Người kia có hơn anh cuối cùng cũng là cát bụi. Anh có thua họ thì anh cũng bụi với cát. Nhưng mà giữa bụi cát và cát bụi của hai người nó khác nhau lắm. Một cát bụi tuyệt vời và một cát bụi bình thường. Cho nên cái tấm mà xi măng á, làm tấm đan cho người ta bước lên á, 90 nấc thang, nó nhìn lên cái tượng Phật ở trên đồi kia, nó mắng vốn chứ. Tại sao cũng cùng là xi măng mà ông được người ta lại, còn tôi người ta đạp? Cũng là một xi măng mà đổ ra những tấm đan để đạp, đạp để tưởng gì, nó đạp lên tôi để được lên gặp ông mà lại ông.
Đức Phật Xi Măng nhìn xuống chính tục tấm đam. Trời ơi, ngươi không thấy sao? Ta cũng phải bị đục dữ lắm nó mới lại dữ. Tại vì nếu cục xi măng ai lại, nó phải khoét cái miệng ta cười, nó phải khoét con mắt, nó phải khoét lỗ tai, nó làm cho dữ dội lên ta mới lại chứ. Hiểu câu đó không? Mình phải bị đục khoét dữ lắm nó mới ra tượng Phật. Còn không đục khoét thì nó chỉ là miếng xi măng. Vậy thì mình muốn cái gì? Thế mình không muốn cho người ta đục khoét thì nó là miếng xi măng. Còn chịu cho người ta đục khoét thì mình là ông Phật. Vậy không phải là nhẫn Đà La Ni là gì? Pháp nào cũng phải nhẫn, pháp nào cũng phải trì. Có khi mình phải nhẫn, có khi mình phải thương, có khi mình phải cười, có khi mình phải tha thứ. Cuộc đời này nếu không có những cái đó, làm sao nó làm nên cuộc đời? Cũng giống như mình nấu ăn thôi. Nấu canh chua đâu phải me không? Không có đường sao ra canh chua? Đó, không có muối làm sao ra canh chua? Không có bạc hà, không có những món khác ra canh chua? Không lẽ nấu nước sôi lên dục gói me vô uống kêu hỏi uống gì? Uống canh chua nè, không, anh uống me chua. Đó, thấy không? Rồi bây giờ me mà còn đem đi sên với đường cho nó keo lại rồi cho đậu phộng vô dầm nước đá kêu là gì? Me đá me. Đó là quý vị mới nhớ là không có một vị. Tất cả cuộc đời này nó nhiều vị. Nhưng mà nó có như vậy nó mới mình tổng trì các pháp đó. Quý vị thấy không? Trong chùa nè, nếu mà quý trong chùa mà chỉ có lo tu không, đâu ai tới. Thỉnh thoảng ai mời đám tang phải nhận, ai mời đám cưới phải cho. Tại sao chùa làm đám cưới? Thì bây giờ không cho cưới nó cũng cưới. Phải cho nó vô chùa cưới đi, mình còn nói đạo lý cho nó nghe. Nó về nó sống tốt được 20-30 năm mình cũng đỡ khổ. Còn nó cưới không ông ai dạy gì hết. Nó vô mùng 3 nó ra mùng 7. Ba má có khuyên lắm nó sàn nó xảy tới mùng 10. Nhờ có mình đem lời kinh giáo pháp ra, mình trì được nó một chút. Phải không? Mình lấy pháp, lấy nghĩa để mình giữ gìn nó. Cho nên người muốn hành đạo phải có đủ năng lực. Đó là tổng trì đó. Cho nên tổng trì có 4 loại, đại chúng nhớ vậy ha. Pháp, nghĩa, chân ngôn và chú đó, và nhẫn. Và xin thưa đại chúng là những gì chúng ta đang làm trong chùa mỗi ngày là pháp. Nhưng mà cái gì mình làm mình nhớ hỏi tại sao mình làm việc đó. Để chi? Để hiểu được cái nghĩa. Ví dụ tại sao người Việt Nam mình cúng cô hồn, cúng đất đai có dĩa muối gạo? Tại vì người Việt Nam mình là sống bằng nước gạo. Cho nên người Việt lấy dĩa muối gạo ra để biểu tượng cho tất cả mọi sự no ấm đầy đủ. Tượng trưng vậy thôi. Vì vậy cho nên ai dọn nhà mới, sau khi trình cúng đất đai rồi, ra ngoài xe bưng một bao gạo, một bịch muối vô nhà. Người nào muốn dọn nhà mới đó, để chi? Sung túc, ấm no. Mà nói cho cuối cùng, đời sống con người mỗi ngày cần gì? Chỉ miếng cơm no lòng thôi. Bằng chứng nè, lúc mà dịch bệnh đó, đi kiếm gì? Đâu có ai đi kiếm vàng để mua nữa đâu. Đâu có ai đi kiếm tiền đô để đổi nữa đâu. Mà đi kiếm gì? Thực phẩm thôi. Kiếm muối gạo thôi. Kiếm nước, kiếm gạo thôi. Và thậm chí lúc đó con người đánh lộn gì? Nước và gạo. Mà bình thường thì nước gạo không thèm. Đấy không? Đó, phải qua ví dụ vậy cho đại chúng thấy cuối cùng con người chúng ta cần cái gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nước gạo. Cho nên người Việt cúng để muối gạo. Mình lễ với muối gạo đó là pháp. Ai lại hỏi tại sao để muối gạo? Giải cho được người ta chỗ đó gọi là nghĩa. Hiểu ý không? Mà mình nói ra xong ta nói ồ, thực tế quá ha. Mọi việc nó rất bình thường trong cuộc sống mà. Là chân ngôn. Chân ngôn thực tế lắm. Không có gì không thực tế hết.
Phật không có, không có phải bỏ cung vàng địa ngục, địa ngọc tu hành để chờ một cái dĩa trái cây của mình. Nhưng mình cúng là tượng trưng cho cái quả. Con luôn luôn muốn đem những quả lành con dâng hiến cho cuộc đời này, cho mọi người. Ứng cái pháp cúng đó, giải được cái nghĩa đó, nghe xong thực tế quá, không có gì xa xôi với đạo. Thế đạo Phật đâu phải để trên bàn thờ, mà mướn cái bàn thờ để khai thác chúng ta. Khai thác. Mình muốn nói cái gì lấy cái tay biểu lộ, cho nên Phật bắt ấn. Phật có một cái pháp ngồi thiền để một cái bàn tay tay trái trên, đưa bàn tay phải xuống chạm đất. Cái ấn đó gọi là ấn địa xúc. Ấn địa xúc là tiếp xúc với đất. Mà tiếp xúc với đất là ấn gì? Ngay bây giờ và ở đây. Giống như mấy ngày nay mà chúng ta cứ nói hoài chuyện đó. Đừng có mất thân tâm mình ở đâu, ngay bây giờ ở đây. Thân đâu thì tâm đó. Cho nên là địa xúc. Chúng ta có một cái ánh sáng gọi là an lạc. Hồi nãy Pháp Hòa nói rồi, ánh sáng của chiếu diệu. Trong cái bài tụng lễ thành đạo, hào quang chiếu diệu sáng tỏ mười phương, ngộ lý chân thường phá màn hôn ám, đệ tử lòng thành bái sám trước điện dân hoa, cúng dường Phật tổ Thích Ca, vân vân. Thì cái chiếu diệu đó là gì? Đặc biệt cái chiếu của nhà Phật không phải là cái ánh sáng rực rỡ nha. Ánh sáng nào cũng là những ánh sáng vi diệu và nhẹ nhàng, cho nên gọi là hào quang. Và Đức Phật A Di Đà có một ánh sáng ở cõi cực lạc của ngài là thường tịch quang. Quý vị nhớ cái câu đó không? Thường là không có dứt, luôn luôn như vậy. Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Khi chúng ta nghe ánh sáng thì chúng ta cứ nghĩ rằng ánh sáng đó là rực rỡ, nhưng không. Ánh sáng của người tu là thường tịch quang. Tịch mà chiếu, cho nên gọi là tịch chiếu. Mình có một vị thiền sư tên là Tịch Chiếu, và có một thiền viện ở Việt Nam là thiền viện Tịch Chiếu. Vắng lặng mà thường chiếu, nghĩa là thấy mình nhẹ nhàng im lặng, nhưng tâm mình lúc nào cũng sáng, không có mê. Tịch chiếu. Tịch mà thường chiếu, trong sự vắng lặng mà vẫn tỏ. Người ta nói là sao? Trong một cái nhẹ nhàng mà vẫn tỏa ra cái sang trọng. Có nhiều khi một cái bình hoa người ta chỉ cắm có một cái hoa và một cái cây khô, vậy mà nó nói toát lên được một cái đạo lý, một cái ẩn ý trong cái bình hoa đó. Người ta, mình không biết, mình đem mấy cây khô á, mình đốn mình dục đi. Nhưng mà người có con mắt trạch pháp thì người ta ra mấy cái khu rừng đó, người ta lượm mấy khúc cây khô đó vô, rồi người ta để một cái cành lan hay một cái cây gì mà nó có thể sống ở trong đó, người ta để vô cái cây khô đó, ta để trang trí. Đi ngang thấy bình thường, nhưng ở trong đó nó toát ra được một cái tịch chiếu là trong cây khô vẫn có cái đẹp. Chỉ cần anh biết sử dụng cây khô không trở thành vô dụng. Cho nên sẵn Pháp Hòa nói cái pháp cuối ha. Khi quý vị mặc áo tràng đó, đừng có giơ cái tay lên mà gài nút. Để cái tay phải bên vai trái, lấy cái tay trái tròn ở phía dưới. Đây, quý vị thấy không? Lấy cái thiện pháp đè cái bất thiện pháp. Tay trái này tuy nó là trái, nhưng nếu biết sử dụng nó, trái nó vẫn gài được nút. Hiểu ý chỗ đó không? Cho nên không có ai mà vô ta, ê gài nút cho tôi. Xấu lắm, không có đẹp. Khi mình mặc áo tràng, mặc vô rồi, đứng nép bên mặc vô rồi,
lấy cái tay phải đè lên. Nè. Lấy cái, để ý là gì, che cái thai vai này lại. Lấy cái vai phải thì lấy cái tay trái bên này đưa xuống. Thấy không? Hai cái tay. Cái thiện nó nằm ở trên cái xấu. Nhưng nếu mình có tổng trì, có pháp, có nghĩa, có nhẫn, cái pháp bất thiện đó mình vẫn biến nó thành thiện. Cây khô mình có vẫn biến nó thành cây hữu dụng. Cho nên lấy cái tay trái này, bình thường tay trái không làm được gì, nhưng nếu biết sử dụng, tay trái vẫn làm được một cái chuyện, ít nhất gài được cái nút. Hiểu ý chỗ đó không? Đấy, ngay mặc áo tràng là nghĩa, pháp, nhẫn. Hiểu được chỗ đó, hành cái pháp đó, giảng cái pháp đó, gọi là gì? Hành cái pháp gọi là pháp tổng trì. Nói được cái ý là nghĩa tổng trì. Nghe xong rồi trời ơi, nó thực tế như vậy sao? Đạo Phật ở ngay cái chỗ gài nút đó. Đạo Phật nó ở cái chỗ mình sắp chén sắp tô đó. Tại vì Đạo Phật là con đường để mình tu mình sống. Mà sống được như vậy đâu có cần nói gì đâu, người ta nhìn mình thôi. Trời ơi, tôi nhìn cái chị đó xếp cái tờ giấy, tôi học được. Cái đó là gì? Hiển diệu. Cái đó là hiển diệu đó. Ở cái vi diệu nơi mình mà mình không cần phải nói gì hết, chỉ cần làm là người ta ứng xử. Đi vô nhà vệ sinh trước khi đi ra, chùi rửa cái sinh cho sạch, lau nước cho nó khô. Người ta bước vô, người ta không biết ai, nhưng người ta nói ai xài cái nhà vệ sinh rất là kỹ càng. Mình đi ra rồi không phải ai, nhưng mình đã để lại một cái hiển diệu. Nhưng mà nếu cái người kế đây mà không hiển diệu là gì? Hồi nãy vô thì khô ráo mà đi ra thì nước lầy. Nhưng nếu người đó có hiển diệu nữa đó, học cái đó. Hồi nãy tôi vô khô thì tôi ra cũng phải ráo. Học cái đi lau chùi đó để đi ra. Trời ơi, chùa thì sư cô với thầy không, mà xưng nào cũng đầy tóc hết. Mình xài cái xưng nước của nhà chùa rồi, mình phải lau chùi cho nó sạch. Lúc mình vô khóa tu, ở đâu nó cũng ngăn nắp sạch sẽ. Mình về khóa tu, mình xong khóa tu, mình về một cái, trong chùa dọn muốn chết luôn. Hỏi gì đây? Hiển diệu. Hiển những điều vi diệu. Hiểu được chỗ đó ha. Cho nên thưa đại chúng, học cái kinh này, nói những ánh sáng Như Lai. Không phải Phật có, không phải chỉ Phật mới có. Và để chúng ta thấy rằng, khi chúng ta tu, chúng ta thật sự chúng ta chú tâm và để ý vào chuyện tu, tự nó tỏa ánh sáng mà không ai biết, không ai nhìn. Tại vì nó không phải là những cái hào quang rực rỡ như những ánh đèn, mà nó chính là hào quang, nó chính là tịch chiếu, mà nó là thường chiếu, chứ không phải lúc chiếu lúc tắt. Phải không? Thường chiếu là lúc nào cũng sáng tỏ. Ở trong washroom cũng thế, ở trong bếp cũng vậy, ở lên chánh điện cũng vậy. Chỗ nào mình cũng thường chiếu, mà không cần phải phô trương rực rỡ là tịch chiếu. Cho nên ở bốn cõi tịnh độ, có một cõi tịnh độ tên là thường tịch quang tịnh độ. Cái cõi an lạc đó là một cõi thường tỏa sáng những ánh sáng của tĩnh lặng, chứ không phải những ánh đèn rực rỡ. Quý vị thấy khi ngồi thiền á, đâu có ai, trừ khi trong một cái buổi thiền tập thật sự, người ta tắt đèn để làm gì? Trong cái đêm đó, trong cái màn tối đó, nhưng những con người ngồi đây đang tỏa sáng cả tâm tư và thiền tịnh. Và cái ánh đèn mà nó lắng xuống, nó cũng một phần nào trợ duyên cho cái tâm mình biết sự trở về. Cho nên Phật Dược Sư ở phương Đông và Phật Di Đà ở phương Tây. Tại vì phương Đông là tượng trưng cho ánh mặt trời mọc, mà Đức Phật Dược Sư là một vị Phật tượng trưng cho gì? Hết bệnh, tiêu tai. Nhưng mà Phật Di Đà thì ở đâu? Ở phương Tây. Mà phương Tây là mặt trời lặn. Khi sáng ngủ dậy thì mở mắt hay nhắm mắt? Mở mắt. Tối ngủ thì phải làm gì?
nhắm mắt. Con người mình mỗi ngày làm hai việc thôi, mở với nhắm, phải không? Nhưng mà nếu mình mở mắt mà Phật Dược Sư mà nhắm mắt Phật Di Đà thì có gì mà mình phải lo nữa. Lúc nào ánh sáng cũng, dù phương Đông nhưng vẫn tịch chiếu và thường quang, dù phương Tây nhưng vẫn thường quang và tịch chiếu. Đó là ánh sáng của người tỉnh thức chánh niệm ngày cũng như đêm. Thôi chúng ta nghỉ. Cho nên một cái người mà chứa được cái thiện tâm, cái căn lành ở nơi tâm họ đó, thì họ sẽ tỏa ra được một cái ánh sáng mà người khác nhận diện được. Mà ai thấy họ tự nhiên người ta muốn đến gần, người ta muốn học hỏi, và người ta rất là cảm nhận được cái sự bình an khi đến gần với người đó. Như Lai có ánh sáng tên là Thanh Tịnh Liễu, người nào thấy được ánh sáng này có thể được khỏi nhân duyên tạo tác. Thanh Tịnh Liễu là gì? Chữ liễu đây là sự hiểu biết rốt ráo trọn vẹn, cũng giống như mình đọc trong cái bài hồi hướng á, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu. Thì chữ liễu đây là rốt ráo tột cùng. Mà ánh sáng này tên là thanh tịnh, cái hiểu biết một cách thanh tịnh. Ngồi đây ai không hiểu không biết, nhưng mà cái quan trọng là cái hiểu biết mình nó có trong sáng không. Nhiều khi mình nhìn người ta, mà mình nhìn người ta một cái hành động người ta mà mình không có suy nghĩ trong sáng, mình toàn là suy nghĩ mờ ám, nghi ngờ đủ thứ hết. Mà thường thường mình sau khi mình suy nghĩ như vậy rồi, ít khi nào mình để trong lòng lắm. Mình làm gì? Nói cho người khác biết, để cho người khác biết cũng biết giống mình vậy đó. Thành thử rốt cuộc rồi á, nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên một đàn mù. Cho nên cái này là nguy hiểm. Vì đại chúng nhớ là ai cũng có cái tri là cái biết, không? Cái kiến là cái thấy. Ai cũng có cái thấy biết. Nhưng mà nếu chúng ta thấy biết theo cái kiểu con người phàm phu mình thì gọi là thấy biết của phàm phu. Vì vậy mà trong kinh đó, phải xác định cái thấy biết này là gì? Phật tri kiến. Thấy biết của một người giác ngộ, một vị Phật, chứ không phải thấy biết của phàm phu. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai đó mới nói là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, đó là khai cho chúng sanh, khai cái Phật tri kiến cho chúng sanh, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Khai, thị, ngộ, nhập, và nói gọn bốn chữ là khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến. Chứ còn nếu nói đúng, nói cho đầy đủ để dễ hiểu là khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Khai, thị, ngộ, nhập. Tại vì sao? Không phải là mình không có, nhưng mà mình có mà mình chuyển, mà mình chuyển nó phàm phu là nó phàm phu. Thí dụ một á, là mình có cái Phật tri kiến mà không biết khai mở. Hai á, là mình có tâm phàm phu mà không biết chuyển hóa, thì nó mãi là phàm phu. Cũng giống như ở nhà mình á, mình có cái hạt giống mà mình không có trồng thì không bao giờ nó lên được cái cây rau mình ăn, cái quả mình hưởng. Có hạt giống của cà chua thì phải đem ra gieo rồi tưới tẩm để nó có cà chua ăn, chứ cất cái hộp giống hoài nó phí đi. Thì cũng như vậy, mình có được cái đó nhưng mình không có tưới tẩm. Thì ở đây đó, vì vậy mà trên bàn thờ đó mình để nhang nè, để đèn, để hoa, để trái chi, khai cái đó cho mình, để cho mình biết rằng mình cũng có khả năng sống như một cái bàn thờ. Ở đây Pháp Hòa muốn nói gì? Hương là giới, đèn là tuệ, hoa là nhân quả, hoa là nhân là vô thường, quả là trái lành tốt, nước là định. Nguyên một cái bàn thờ là giới, là định, là tuệ, là nhân, là quả, nhắc nhở mình tu hết. Nhưng mình không có nhớ. Cho nên trong Phật giáo là Phật tử mỗi tuần đi, Phật tử mình có cái thói quen là mỗi cuối tuần đi chợ mua trái cây về cho gia đình ăn. Trước khi ăn mình làm gì?
cũng trước khi ăn rửa sạch đem lên cúng. Chữ cúng là gì? Là cung dưỡng. Cung, mình nên cung dưỡng cái gì đó thiện lành tốt đẹp cho con người, cho thế gian. Cho nên thỉnh thoảng mình đem cúng Phật là để nhắc nhở mình nên khởi tạo những cái lành thiện đó để cung dưỡng cho thế gian, cho con người. Ví dụ như đi chợ mua hoa cúng dường Phật. Nhưng mà nhắc nhở mình gì? Nên cúng những cái đẹp cho cuộc đời như là hoa. Và mình vẫn ý thức được rằng dù hoa có đẹp nhưng hoa vẫn là vô thường. Và vì đó là vô thường cho nên chúng ta đừng có quên sống đẹp như hoa, mặc dù nó là vô thường. Chúng ta cũng vô thường đây nè, nhưng hãy cúng cái đẹp trong lòng mọi người, để mai này mình không còn người ta đi ngang cái hình mình, ta còn chỉ, ta nói chị này nè dễ thương lắm, hồi đó còn sống đi chùa dễ thương lắm. Còn làm sao bà này nè, hồi xưa đi chùa ăn hiếp tôi lắm. Cũng là một loại chỉ, cũng là một cái chỉ, nhưng mà người ta sẽ chỉ mình một cái gì đẹp. Cho nên cúng là cung dưỡng. Chữ cúng là cung cấp dưỡng nuôi. Nhưng mà mình cúng hoa cho Phật là để nhắc nhở mình hãy nên cúng dường cho tất cả, cho mọi người cái hoa tuệ giác. Phật là ở giữa, Phật ở giữa biểu tượng cho giác ngộ. Nhưng mà hoa mà có hoa giác ngộ thì cái hoa này nó đẹp. Ai cũng là một loài hoa, ai cũng có một nụ cười, nhưng mà nụ cười giác ngộ hiền lành dễ thương hơn một nụ cười mỉa mai, một nụ cười châm biếm, một nụ cười chê bai. Khác không? Cũng là một nụ cười, nhưng nụ cười của Phật tử thì là nụ cười hoan hỷ, nụ cười tán thán, nụ cười hiền lành. Còn mình không phải là Phật tử mà là phàm phu thì mình sẽ cười một nụ cười gì? Chê bai, hiềm khích. Nhiều cái giọng cười lắm, nhiều cái cách cười lắm. Nhiều khi cười rang nhưng mà trong cái tiếng cười đó nó chua chát. Nhiều khi mỉm cười một cái mà trong cái đó thấy nó sắc bén chết người đó. Cho nên Phật ngồi giữa, hoa cũng cúng Phật, nhang cũng cúng Phật, đèn cũng cúng Phật, trái cây cũng cúng Phật. Vì Phật là tượng trưng cho sự giác ngộ. Anh hãy cúng cái hoa vô thường đó bằng tất cả sự giác ngộ của anh, bằng sự tỉnh thức của anh. Cho nên anh có cúng một đóa hoa vô thường để nhắc anh rằng tôi rất biết đời là vô thường, nhưng không vì vô thường mà tôi phí phạm một nụ hoa của tôi. Và tôi xin dâng cho đời này một nụ cười, một cái đẹp của tôi mà có thể làm được. Rồi cúng hoa. Rồi mẹ mới đi chợ về có trái cây, cúng trái cây. Trái cây là quả, phải không? Và tôi nguyện dâng cúng cho cuộc đời này những cái quả lành gì mà tôi có được, dù chỉ là một lời nói, dù chỉ là một hành động cứu giúp. Có những người người ta khổ, trong khi người ta khổ quá xá là cao thượng, dù nó chỉ là một cái chuyện nhỏ. Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe cái ly sữa của một anh chàng nghèo đó. Cái em nhỏ đó nó nghèo quá, nó đi ăn cắp sữa của người ta nó uống. Thì một hôm nó tới cái quán nó ăn cắp sữa nó uống thì nó bị cái ông chủ đánh đó. Thì một người khác đi tới hỏi lý do tại sao ông đánh đứa nhỏ, thì ông mới nói là nó ăn cắp sữa của tôi. Thì cái ông này ông đã trả tiền và cho đứa nhỏ đó, mua cho nó uống sữa đó. Rồi thì xong thì nó đi, ông cũng đi. Khoảng chừng mười mấy năm sau thì cái người chủ, cái người mà cho nó uống ly sữa đó là một bệnh nhân trong một bệnh viện, và sắp sửa được thanh toán một cái hóa đơn chữa bệnh. Thì có một người bước vào, ông nói bác sĩ ơi, tôi chưa có đủ tiền để thanh toán cái bill của bác sĩ. Thì cái bác sĩ đó mới nói ông khỏi cần phải lo gì hết, cái bill, cái hóa đơn tiền chữa bệnh của ông đã được thanh toán bằng một ly sữa của 15 năm trước. Thì quý vị biết đứa bác sĩ đó là ai? Là cái đứa nhỏ nghèo mà 15 năm trước ông đã cho nó một ly sữa. Thành ra nhiều khi một cái việc làm của mình nhỏ nhưng mình làm bằng cả cái tấm lòng của mình, thì biết đâu trong cuộc đời này mình đã tác động vào một con người, mình một lời nói của mình nó tăng trưởng cái nội lực,
nó tăng trưởng cái niệm lành, nó tăng trưởng cái thiện cho con người đó để họ vươn lên. Thấy không? Mà thay vì mình nói những lời đó cổ vũ thì mình không nói, mình nói những lời gọi là hạ liệt, làm cho cái người đó chùn bước, làm cho những người đó xuống dốc, thì cũng là một lời nói, nhưng lời nói nào nó có giá trị. Vì vậy mà Đức Phật dạy có khi im lặng là chánh pháp, mà có khi nói năng là chánh pháp. Im lặng với chánh pháp, nói năng với chánh pháp. Nếu mình nói nghĩ rằng mình không thể nào nói được một lời lành cho việc đó thì thôi thà mình im lặng, chứ nhất định không nói một cái lời bất thiện cho cái sự việc đó dở hơn. Đó là một sự cúng dường. Cho nên ở trong nhà Phật, dù chỉ một hành động của một Phật tử mỗi ngày, dâng một cốc nước lên Phật, dâng một đóa hoa lên Phật, Phật không phải tu hành để ngồi chờ những đóa hoa đó, nhưng Phật sẵn sàng làm một biểu tượng. Phải không? Là một biểu tượng. Vì đó là gì? Đó là Phật tượng thôi. Là một biểu tượng để chúng ta cúng mỗi ngày. Chúng ta lấy hương, lấy hoa, chúng ta cúng mỗi ngày. Và mỗi một vật cúng đó, nó biểu tượng cho một năng lực của sự tu hành. Nước là định, cho nên mỗi ngày dâng cúng nước cho Phật là con muốn dâng hiến cho cuộc đời này, hay là cho bản thân con, hay là cho gia đình con, một cái sự định tĩnh của lời nói, của cái nhìn, của cái hành động. Đó. Thì nếu mà mình làm được như vậy, cái này gọi là gì? Liễu thanh tịnh. Một sự hiểu biết rất là trong sáng, một việc làm trong sáng. Vậy đây, cho nên nhiều khi mình nhìn ai mà mình nhìn người ta mà mình phán đoán đó bằng cái tri kiến phàm phu của mình, thì nhớ là tôi đang tắt ánh sáng của tôi đó. Bây giờ tôi bật lại cái ánh sáng khác. Ánh sáng này gọi là ánh sáng thanh tịnh liễu. Phật dạy như vậy đó. Làm sao chúng ta có được một ánh sáng của thanh tịnh liễu là cái nhìn, cái biết, sự hiểu biết phải trong sáng. Như Lai lại có ánh sáng tên là thoát dục trần môn. Người nào gặp được ánh sáng này có thể thưa hỏi Phật về thừa thanh văn. Thế nào gọi là thoát dục trần môn? À, môn là cửa đó. Cho nên mình có phẩm phổ môn. Chữ phổ môn là gì? Cánh cửa này nó cùng khắp hết á. Mà hệ cửa đó là thường thường mình nói cửa là để làm gì nè? Cái cửa để làm gì? Để ra, để vào. Như vậy thì có những cái mình ra được thì mình phải vào được, mà mình vào được thì mình phải ra được. Thí dụ mình, ta nói vào chùa, vào thì vào chùa nha, nhưng mà hãy ra ngoài đời ta kêu gì? Ra đời. Đó. Chùa thì mình vào, đời thì mình ra. Và khi mình sanh lên, mình sanh ra, ta cũng đâu kêu mình, ta kêu mình ra đời là mình chào đời. Tại vì sao? Đó là một biểu tượng của sự có mặt. Cho nên trong nhà Phật á, tất cả những cái cách tu cũng gọi là pháp môn. Cách tu nào? Pháp môn gì? Anh tu pháp môn gì? Rồi mình ngủ đọc rồi trưa đó, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Vậy thì tất cả các pháp đều là cánh cửa cho mình thoát ly khổ não. Niệm Phật cũng giúp cho mình thoát được cái tâm lăng xăng, để nhập được cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà cuối cùng á, mình vào cái cửa đó mà mình không ra được cái cửa đó, mình thấy ai tu khách khác thì mình chê. Mình nói tu tịnh độ nữa tôi chết đó, có Tây Phương Cực Lạc, Phật Di Đà rước, chị tu thiền không biết chị đi đâu. Cho nên nó rốt cuộc cái cửa đó mình vô xong mình khóa lại, mình làm cho mình bị dính vào cánh cửa đó. Cho nên tu pháp, hỏi pháp môn nào, hai chữ pháp môn cũng không phải dễ ăn. Nếu mình hiểu cho sâu sắc cái chữ pháp môn đó, cánh cửa đó để cho mình vào mình tu tập, nhưng đừng để cánh cửa đó nó làm khổ mình. Mình phải vượt được những cái, mình phải ra được đó. Mình bây giờ hãy tu pháp môn nào là mình chê pháp môn khác. Và chính cái điều này mà mình, thí dụ bây giờ mình thích pháp môn này, mình muốn người khác phải tu pháp môn này, thì chữ muốn đó là gì? Muốn người khác theo mình là gì? Tham.
Mà nếu người khác không nghe lời mình thì mình sân. À, mà nếu mình đã là người tu mà tại sao không biết cái chúng sanh thì nhiều bệnh, Phật pháp thì nhiều phương, mà mình bắt người khác phải theo mình, mà nhiều khi căn cơ, hoàn cảnh, trình độ người ta không hợp, mà mình vẫn bắt người ta theo là mình si. Rốt cuộc mình tu pháp môn để vượt thoát khổ đau tham sân si, mà càng theo pháp môn thì mình lại càng tham sân si. Vậy thì pháp môn này không có cửa. À, hiểu ý không? Cho nên nói tôi tu pháp môn, pháp môn nào cũng được, nhưng mà nhớ cửa đó dẫn mình vào thì cửa đó phải cho mình giải thoát. Cho nên gọi là cái cửa này gọi là gì? Thoát dục trần môn. Mình vượt được những cái cửa của tham muốn, mà trong đó có nhiều khi mình tham muốn người khác phải theo ý mình. À, mình tu pháp này cái mình muốn người khác phải theo, mà người ta không theo thì mình lại tức giận lên. À, thậm chí mình nghỉ chơi luôn, mình bo xì luôn. Thì như vậy là mình biết là mình đã lầm. À, lại có ánh sáng tên là chuyên nhất tâm đạm bạc hạnh. À, chuyên nhất tâm, chuyên nhất là gì? Là không có tạp. Cái hạnh phải cho thanh đạm. Hạnh này là cái hạnh đơn giản. Cuộc sống nó đơn giản lắm, nhưng mà tự mình làm cho nó rắc rối thôi. Pháp Hòa nói ví dụ, mình ăn uống, mình bày dĩa chén tô này, dĩa muỗng kia, thật ra một cây muỗng đó là ăn cắt món cũng được nữa, không sao hết á. Nhưng mà tại mình thèm thắt, có gì sai không? Không, không có sai gì hết á. Nhưng mà nhớ là ở một cái hoàn cảnh nào đó mình không có đủ phương tiện, chỉ một cây muỗng mà giải quyết mọi món ăn cũng là được hết, không có sao hết. Mình một bữa ăn á, nĩa này để ăn món chính, nĩa này để ăn xoài, muỗng này để ăn canh, muỗng kia để ăn cơm. Trời ơi, dọn xong bữa ăn mà nội muỗng nĩa không mà rửa mấy cái loại muỗng. Nhất là mấy người Mỹ, họ dọn một cái bữa ăn là thôi đủ thứ, dao rồi muỗng rồi nĩa rồi đủ thứ hết. Thật ra không có gì sai cả, mình thích thì mình cứ làm thôi. Nhưng mà ở đây mình nhớ rằng cái đó là những cái cầu kỳ hoa vẽ cho cuộc sống thôi, mà mình gọi là mình thêm thắt nó vào. Đó, chẳng hạn như có cái chỗ ngồi giảng là mừng là vui rồi. Đó, đây là thêm thôi nè. Để chi? Cho nó màu mè, cho nó đẹp một chút vậy. Đâu có tội lỗi gì đâu. Mà giờ lỡ không có cũng chẳng sao. Có nhiều khi ham làm cho một cái bình bông tổ bố, rốt cuộc bưng đem cất. Tại sao? To quá che mặt ông thầy. Ở dưới người ta la làng, người ta ngồi người ta không thấy. Đó, mà thử ra nếu mình muốn để cho nó được yên trên này thì nhớ làm gì vừa vừa để người ta khỏi dẹp nó. Có nhiều khi mình ham cái to quá, mình làm nó không phù hợp cái người ta lại đem cắt đi. Đó, cho nên nhớ cái gì mà nó trong cuộc sống này, cái thêm chẳng qua là mình muốn thôi. Cái bản chất nó vẫn là cơ bản như vậy. Đó, thí dụ mình ăn cơm, chỉ cần có món ăn gì nó dặm thêm cơm mình ăn cho mặn mặn dễ ăn. Còn là gỏi là canh là gì đó là thêm, có tốt, không có cũng chẳng sao. Cuộc sống của mình phải được như vậy đó, thì chúng ta gọi là có cái hạnh đạm bạc. Đạm bạc đang có nghĩa là ngày nào có mà cất hết không dám ăn. Hỏi sao vậy? Đạm bạc. Cái này không phải vậy, phải không? Cái gì cần làm có cứ sử dụng, nhưng mà ở một hoàn cảnh nào không cần hoặc là không có thì chúng ta đơn giản được. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta không có bị tất cả mọi cái trần tục nó, cái làm cái gì đi nữa nó cũng chỉ là tạm bợ trong cuộc sống thôi à, để giải quyết một vài chuyện trong cuộc đời đối đãi này thôi à. Chuyên nhất tuân đạm bạc hạnh. Tuân là tuân theo à, đạm tuân đạm bạc. Đạm bạc đó là cái hạnh của mình đạm, tức là mình chuyên nhất. Cái quan trọng là mình chuyên tâm tuân thủ hành trì. Cơ bản là cái hạnh đơn giản đạm bạc.
Nhưng không có nghĩa là thí dụ mình đang lên vậy nè, rồi cái vậy cái mình dẹp hết của người ta, mình nói không, tôi đạm bạc. Không phải. Người ta có hỷ cúng thì mọi việc ta đã bày, mình cứ tự tiện, tự nhiên. Nhưng mà lỡ không có, đừng phiền. Không. Chứ ở đây không có nói là chúng ta học cái đó rồi đi tới đâu thấy ai làm gì mình dẹp của người ta hết. Tôi đạm bạc, anh đạm bạc, chuyện của anh. Mà anh đó đạm bạc được hay không á là ở cách sử dụng của anh. Ví dụ bây giờ á, người ta đem cho mình một cái món đó nhưng mà mình không có cần thiết, đâu cần dùng. Pháp Hòa thường là đi giảng là dù cái chỗ đó Phật tử hay chùa có chuẩn bị sẵn sàng nhưng không cần thiết, Pháp Hòa không bao giờ sử dụng. Pháp Hòa ví dụ á, mình có đem theo cái bàn cái kem đánh răng đi, mình ở có một đêm mà thôi thì mình sử dụng cái của mình, không cần thiết, không phải có sấy của người ta có cái là mình khui ra mình xài rồi xong mình vứt mình bỏ như vậy, không nên. Tự mình làm cho mình mất đi cái phước mà trong cái đó người ta giữ lại đó người ta xài. Cho nên ở đây là mình nói cái chuyện tu tập của mình thôi. Có nhiều khi đến cái chỗ người ta để cái mền mới vậy, Pháp Hòa đâu có dám khui, ngủ con đêm mà khui chi mền của người ta. Thôi mình kiếm gì mình sơ sơ vậy cũng được, đại khái là vậy. Mà thường xuyên là như vậy đó. Tức là mình đạm bạc hay không là ở cái hạnh tu của mình, chứ không phải cái vấn đề mình màu mè một cái hình thức nào đó. Mà nếu như mình ta có dư đi nữa, mình sử dụng đúng cũng nghĩa là đạm bạc đó. Mình ăn vừa đủ no, không tham lam quá đáng là đạm bạc đó. Mình sử dụng cái gì mà nó vừa cái nhu cầu của mình cũng là một hạnh đạm bạc đó. Chứ không có cái nghĩa là mình phải rách rưới, mình đang lành lặn chứ mình xé cho nó rách ra hỏi để làm gì, gọi là tu khổ hạnh đạm bạc. Không phải vậy. Chứ mình được hiểu được cái đúng cái nghĩa đó thì mình sống nó nhẹ nhàng, nó bình an. Ánh sáng Như Lai có ánh sáng của ly cấu. Giả sử người mù gặp được ánh sáng này thì mắt sẽ sáng tỏ tường. Ly cấu là gì? Đơn giản là mình biết là lìa những cái cấu bẩn. Nhưng mà ở đây á, chữ cấu đây là tượng trưng cho cái phiền não. Cho nên mỗi năm mùa Phật đản đó, mình xối nước mình tắm Phật đó. Mình đọc cái bài hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ quang minh công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Chúng sanh mình á, không phải những cái bụi bặm bình thường này, mà mình bị một cái bụi của ngũ trược, của năm cái thứ nhiễm ô, đó là đời sống nó trược, gọi là kiếp trược. Cái nhìn mình nó nhiễm ô gọi là kiến trược. Cái mà nó mình phiền lòng để làm cho mình bực bội đó là phiền não trược. Hằng ngày mình nuôi thân mạng mình đâu có lành mạnh gọi là gì? Mạng trược. Có thể mình mua thuốc Tylenol mình uống cho hết bệnh, nhưng mình mua thuốc ăn cắp thì cái thuốc đó dù là chữa bệnh mình hết bệnh, nhưng ở trong cái nhìn kỹ nó cũng là thuốc của phiền não trược đó. Mình có biết là mình đang uống phiền não của người mất không? Người ta mất đồ là người ta phải phiền não rồi. Mình ham rẻ thì mình mua đó. Mà cái xã hội nào cũng có những người ăn cắp đó. Mà mình thì lại ham rẻ. Cái món ra, cái áo đó có thể mua ở shop mà giá bình thường, giá regular là 1,000, do ăn cắp ra mua bán còn có 200. Mình mua cái áo đó mình mặc, mình có biết là mình đang mặc một cái áo phiền não của người khác không? Vậy thì mình không mặc cái áo phiền não, mình không đang đắp trên người mình những cái trược là gì? Cái người mà nó ăn cắp, khi nó ăn cắp nó biết nó ăn cắp không? Biết. Phiền não không? Trong tâm nó đã dính vào một cái tâm là tôi lấy đồ ăn cắp. Nhưng mà trong cái hành động mà đi ăn cắp đó có lén lút không?
Rồi mình đi mua đồ đó mình biết đoạn cấp không? Biết. Biết mình biết nó mới rẻ, vậy mình mới tìm tới chứ. Mình biết giá trị của nó bên ngoài mà. Nhưng mà mình biết luôn người nào chuyên môn nữa, mình còn đi tìm tới mà. Mình lưu số phone của người chuyên môn chôm mà. Thành thử ra trong đời sống của chúng ta, chúng ta đã có cái mạng trược mà chúng ta không biết. Đạo Pháp Hòa mới chỉ nói một chuyện thôi, chưa nói là mình gạt lường gạt người khác để mình sống. Mình lường cân tráo đấu để mình sống, để mình lấy cái tiền đó mình nuôi thân mạng mình và thân mạng người thân mình. Thì ở trong đời sống này, mình cố gắng, mình làm gì để mình biết rằng dĩ nhiên trong cuộc sống không có hoàn hảo, nhưng mình tuân thủ những cái luật bình thường. Cho nên Phật tử mình á phải giữ giới luật. Giới là điều không nên làm, còn luật là điều nên làm. Pháp Hòa ví dụ nè, không sát sanh là giới, phải bảo vệ mạng sống của người khác đó là luật. Cho nên các thầy các sư cô trong chùa mà thi hành một cái điều gì mà Phật dạy, nói căn cứ trong luật dạy. Thí dụ an cư kiết hạ là luật, đâu có ai nói giới đâu, luật. Tại vì trong luật quy định mình điều nên làm là an cư kiết hạ. Còn giới là chúng ta phải giữ giữ. Không được vượt đèn đỏ, đó là giới. Vì sao? Vì giới là nên làm những gì không nên làm. Thí dụ mình không sát sanh là giới, không trộm cắp là giới, thì không vượt đèn đỏ là giới. Mình phải dừng lại, khi đèn đỏ người ta hiện lên thì mình phải dừng lại, tuân thủ cái luật đó để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Còn đèn đỏ mà mình vẫn cố gắng mình vượt là thế nào mình cũng bị phạt. Thì người ta lấy luật, người ta căn cứ vào cái điều mình vi phạm là vượt đèn đỏ. Nhưng nếu mà mình có cái cớ mình giải thích là tôi muốn thắng nhưng vì đường nó trơn quá, tôi thắng không kịp cho nên buộc lòng tôi phải vượt qua, có thể người ta sẽ phạt mình nhưng ở một cái mức độ nào đó, hoặc là người ta không có phạt vì người ta chiếu theo luật về cái vấn đề phạm luật của mình, phạm giới của mình mà người ta giải quyết. Cho nên trong nhà Phật rõ ràng lắm, giới là điều không nên làm, nghĩa là điều đó sẽ giúp cho mình ngăn chặn những cái xấu. Còn luật là giúp cho mình nên làm để mình tăng trưởng cái thiện. Cho nên ly cấu là lìa những cái bụi bặm nhiễm ô, mà cái bụi bặm nhiễm ô này chính là những cái cách sống của chúng ta. Chứ còn xin lỗi, cái áo mình treo thế nào cũng có bụi. Dù mình mới giặt xong đem ra vũ một cái dưới ánh nắng ra, có bụi không? Vẫn có bụi. Cả đầu tóc mình vậy đó, thấy vậy chứ giờ đem ra ánh nắng mà vũ một cái coi, bụi nó vẫn có. Thì con người mà cái chuyện bụi bặm này nó chuyện bình thường, nhưng mà bụi đó là bụi bên ngoài thôi, quét dội rồi xối rồi rửa là hết. Nhưng mà có một cái bụi nó nhiễm ô bên trong không hết. Cho nên tấm Phật, tấm Phật để làm gì? Để giúp cho mình thanh tịnh hóa, giúp cho mình nhớ mình phải rửa cái bụi của tâm, mà lấy cái biểu tượng là tượng Phật sơ sinh để mình xối nước mình tắm. Cho nên là Phật tử mỗi năm tới mùa Phật đản là nhớ, không phải là Phật cần mình tắm hay là chờ mình tắm, mà mình tắm đó là để tắm gọi cho chính cái tâm nhơ bẩn của mình, cái tâm của mình. Rồi cho cái bài chữ Hán là ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, làm cho ngũ trược chúng sanh được sạch những cái cấu bẩn. Để làm gì? Để đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, đồng chứng được cái thân thanh tịnh của pháp thân Như Lai. Và cái bài đó mình đã dịch ra tiếng Việt, quý hòa thượng đã dịch ra tiếng Việt: hôm nay được tắm cho Như Lai, được trí tuệ quang minh công đức lớn. Mình lấy cái ý từ cái bài chữ Hán đó,
Ngã kim quán mộc chư Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh linh ly cấu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Hễ mà sạch được cái đó rồi thì tự nhiên một cái gì nó trong sạch nó hiện ra. Đơn giản. Cái nhà thờ này, khi mà Pháp Hòa nghĩ rằng mười mấy năm trước mà quý ni sư mà mới sang lại chỗ này, nó đâu có được như vậy. Nhà một ngôi nhà thờ cũ mà, rồi mình phải đổ công ra để làm gì? Để tu sửa nó lại, nó mới có một bộ mặt đẹp đẽ như ngày hôm nay. Và Pháp Hòa chỉ xin nhắc đại chúng một việc thôi: không có cái chỗ thanh tịnh trong sạch nào mà không được làm bằng những cái chỗ dơ bẩn. Có cái nhà cũ, cái nhà mới mà người ta bữa nay mình nhìn nó mới toanh đó, nó được sửa từ cái nhà gì? Nhà cũ. Phải không? Như vậy thì tịnh độ được làm bằng từ cái gì? Từ uế độ. Nếu mà không có uế thì làm gì có tịnh? Nó phải có dơ, nó phải có nhiễm, rồi từ đó mình mới thấy một cái bộ mặt khác của nó đi. Đó, cho nên uế độ và tịnh độ. Như Lai lại có ánh sáng của nhĩ văn. Hồi nãy là người mù mà được thấy, ly cấu là nó bụi nó bám không thấy, giờ mình thấy được. Giờ đây là gì? Nghe nhĩ văn, lấy cái tai mình lắng nghe. Nếu người điếc mà được gặp ánh sáng này thì liền nghe được. Ai cũng nghe, ai mà không có lỗ tai nghe. Nhưng mà trừ khi nào mình già, mình bệnh, mình bắt đầu lãng tai, khó nghe. Chứ cơ bản là phần lớn là tất cả con người ai cũng nghe. Nhưng mà có những cái mình nghe xong mình an lạc, có những cái mình nghe xong mình phiền não. Thậm chí có những cái điều rất đúng sự thật, nghe xong cũng phiền não luôn. Như vậy thì mình bị những cái nghe mà nó không đúng ý mình, nó làm cho mình phiền não. Người mà có được cái ánh sáng của nhĩ văn là người đó biết lắng nghe. Vì vậy mà mình có Bồ Tát Quán Âm, lúc nào cũng nghe sự cứu khổ của mình, sự gọi mời Ngài giúp đỡ mình. Mà thường thường mà Phật, mà bữa nào mà ai có khổ là Phật sẽ được nghe dữ lắm. Còn người nào mà hết khổ rồi, bớt khổ rồi là chỉ đi ngang xá Phật vài cái cho tượng trưng thôi. Còn khi nào mình quỳ với Phật là mình nhìn Phật một cách rất là thiết tha, mình hít hà vài cái dưới này là biết rồi đó, là bữa này là mình cần Phật nghe mình dữ lắm đó. Cho nên mình phải có nhĩ văn. Có nhiều vị hiểu, có nói là ô quý thầy bây giờ nói cái giới thứ tư không nói dối, lộn qua nhầm cái giới gọi là ái ngữ. Thật sự ra nói dối nó có nhiều, nói cái lời nói nó có bốn cách nói lần mà, phải không? Thì cái nghe cũng vậy thôi. Cuộc sống của mình là nghe và nói. Có khi nào mình nghe nhưng mà nó không hiểu gì hết không? Có không? Có. Cái này gọi là gì? Nghe mà không nghe. Mình chỉ nghe gì? Nghe âm thanh thôi. Nghe âm thanh thôi. Bây giờ một cái người đó họ bước qua đây, họ hát một cái tiếng mễ, họ hát một tiếng hoa hay nói gì đó, mình nghe hết không? Nghe, nhưng mà không hiểu. Thì nghe pháp cũng vậy thôi. Có nhiều khi mình nghe ông thầy, ông cũng nỉ non, ông cũng nói vậy, mà đứng dậy tôi không hiểu nói gì hết trơn á. Mà nếu như mà mình là người dở nghe những cái tiếng Huế, tiếng Bắc, là tiếng Quảng Nam, tiếng Quảng Ngãi, là nghe xong thì cũng nghe vậy nhưng mà không hiểu nói gì hết. Hoặc là mình nghe đường mình hiểu nẻo. Thì trường hợp thứ nhất là nghe mà không nghe, thì cái này là chỉ nghe âm thanh mà không nghe được lời pháp. Có rất nhiều người như vậy, nghe âm thanh mà không nghe thấu được cái lời pháp. Thứ hai, nghe mà nghe là sao? Nghe âm thanh và nghe luôn cả lời pháp. Nghe được âm thanh, thấu đáo được cái lời mà vị thầy đang giảng cho mình nghe, cái đó nghe mà nghe. Rồi trường hợp thứ ba,
không nghe mà không nghe. Là gì biết không? Ngủ. Tức là mình ngủ rồi thì mình chả có, mình chẳng nghe gì hết á. Không nghe tiếng mà cũng không nghe pháp, không nghe mà không nghe. Đó. Còn có trường hợp nghe mà nghe là nghe tiếng, nghe pháp. Như vậy thì khi nào mình có được cái nhĩ văn, tức là có lỗ tai mình nghe thấu đáo cái lời pháp, thì mình biết được tất cả mọi cái nguồn an lạc. Có nhiều khi mình đi mình đọc trong kinh nó thấy, ủa tại sao trường hợp này Phật nói kiểu này mà trường hợp khác Phật nói kiểu khác? Tại vì Phật có được cái biện tài tùy chúng sanh mà nói thuốc. Nhưng người này bệnh nặng quá phải cho thuốc gia tăng, rồi cái thấy cái thuốc nặng này mà cho cái ông thuốc bệnh nhẹ đâu có được. Rồi qua ông bệnh nhẹ cái Phật nói bỏ cái to đó ra lấy cái thuốc khác. Ủa sao kỳ, nãy Phật nói như vậy. Thì các tổ ngày xưa cũng vậy thôi. Các tổ ngày xưa cũng vậy thôi. Có những người vô hỏi đạo các ngài ân cần giảng dạy, và có những người vô các ngài nạt ngang. Nói ông tổ này ông kỳ thị. Nhưng mà cái nạt ngang của ngài cũng có hai lý do. Có khi người đó là một người vô đây toàn là mang cái tâm trạng thách đố, không cần thiết cắt ngang đi để họ đừng có dây dưa. Cái thứ hai là người đệ tử này họ đang lẩn quẩn trong cái vòng tri thức đó, lát họ một tiếng đi, họ để ngưng đi, họ đừng có lòng vòng chữ nghĩa văn tự nữa, mà hãy focus vô chuyện tu hành. Rồi có nhiều người lên nói dạ thưa thầy con muốn học đạo. Ông thầy nói đi về uống trà đi. Học đạo là gì? Đạo là khi nào anh có thể uống được một ly trà hạnh phúc, chừng đó anh đã thấy đạo rồi đó. Đó. Hồi nãy giờ ngồi ăn cơm nè. Ăn cơm mà nếu mà ai mà không ăn quen là cũng khó chịu lắm à. Người ta thường nói ăn nói mà tại sao chùa không cho nói. Nhiều đó thôi là phiền rồi. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, có một em nó đi dự khóa tu mà nó mới có 14, 15 tuổi mà ăn cũng cho nói. Nó tức mình để viết giấy rồi. Why? Why we cannot talk? Sao sau khi Pháp Hòa giảng cho nó xong rồi, cuối buổi giảng nó lại nó đón đường, nó nói cảm ơn thầy. Giờ con hiểu được tại sao mình ăn im lặng rồi. Thật nữa là nếu mình không có thấu đáo được cái đó, nội cái chuyện ngồi ăn thôi. Mà gọi là ăn mà không ăn. Tại vì ngồi ăn nhưng mà ăn không hạnh phúc. Được không? Còn nếu mà cái người mà ta hạnh phúc, trời ơi ở nhà tôi ăn, tôi bị mấy đứa nhỏ nó mở tivi, nó làm đủ trò, còn bữa nay tôi được ăn hạnh phúc. Thành ra nhiều khi mình mới nhớ là có đôi khi mình ăn mà không ăn nha. Ăn mà cứ bấm cái hình coi có ai comment gì không. Tại mới chụp cái tô bún riêu gửi lên mạng mà sao không thấy ao comment gì hết trơn vậy. Rồi đôi khi còn phải nhắn cái nữa, có ai nghe tôi không? Sao nãy giờ tôi gửi một ai hò hé gì hết trơn vậy. Tức là mình luôn luôn bị chi phối. Luôn luôn bị chi phối. Cho nên Phật dạy mình á, ăn trong im lặng để làm gì? Để có dịp mình nhận diện. Cho nên những cái lúc mình ngồi im một mình ở nhà đừng có sợ ma. Không? Đừng có sợ ma, mà lúc đó là mình có cơ hội để mình sống được với cái tĩnh lặng của chính mình. Đó. Rồi có ánh sáng của là lại có ánh sáng gọi là nhạo định. Tự nhiên người nào thấy được ánh sáng này tự nhiên trừ bỏ các điều ác mà tu 10 điều thiện. Nhạo định là gì? Chữ nhạo là thích. Giống như trong sách xưa ta hay dùng cái từ tiên nhạo thủy. Tiên thì hay thích nước, thích núi, thích mây. Sơn thủy mà, là chỗ của tiên ở mà. Cho nên chữ Hán người ta viết chữ tiên, ta cũng viết vậy đó. Một bên chữ nhân, một bên chữ sơn. Người thích núi là tiên. Chữ tàu ta viết vậy đó. Chữ tiên là viết vậy đó. Người thích núi là tiên. Còn mình thì thích nga, thích gì? Mình không có thích núi. Núi thì cũng được mà phải núi tiền. Chứ đâu phải núi non nước rồi hữu tình. Vậy thì người tu là phải nhạo định. Nhạo định là thích sự yên lắng.
Cho nên á, mình muốn làm một chú tiểu, một chú sa di mới vào tu không? Thích. Nhưng mình có biết nghĩa của chữ sa di là gì không? Thì chữ sa di có một cái nghĩa trong đó là gì? Là cầu tịch. Sa di có ba nghĩa: tức từ, cầu tịch, cần sách. Tức từ là bỏ cái ác, sống được với cái lành. Chữ tức là dứt bỏ. Tức từ là bỏ cái xấu, cái ác để sống với cái lành, gọi là tức từ, chứ không phải là tức từ. Không ai chọc mình tức từ hết. Tức từ là bỏ ác làm lành, đó là nghĩa thứ nhất của chữ sa di. Nghĩa thứ hai của chữ sa di là gì? Là cầu tịch. Cầu sự vắng lặng, yên lắng. Cái cơ bản đầu tiên của một người bước vô chùa là thích sự yên lắng. Ngày hôm qua trước khi bay về đây đó, Pháp Hòa buổi sáng ghé thăm một thầy. Thầy này ngày xưa là thọ giới cùng với một giới đàn với Pháp Hòa. Anh em cũng lâu lắm rồi không được gặp, gần 30 năm. Bắt đầu bữa nay biết thầy ở vùng đó đi tới thăm. Thầy ở trong một cái thất đó. Thầy Pháp Hòa hỏi: ủa thầy ở đây? Mình thấy nó: dạ em có một vài chú nữa lên ở với em. Nó xin ở 3 tuần mà mới có 2 tuần đi mất tiêu rồi. Hỏi sao vậy? Buồn quá chịu không nổi. Như vậy thì không phải là người cầu tịch đó. Tu mà mình còn ham vui, còn thích chỗ ồn náo sao? Không phải là mình cầu chỗ ồn náo đó. Nhưng mà chỗ nào yên tĩnh thì mình phải sống đủ khả năng sống yên tĩnh. Cũng giống như chùa đó, tổ chức đại lễ 1-2 ngày quý vị về, nhưng mà cái thủy chung của nhà chùa là gì? Là sự yên lặng. Cái bản chất của chùa là yên lặng, cái phần lớn của nhà chùa là yên lặng. Còn sự kiện mà quý vị đến là lâu lâu rần rần ồn náo thì lâu lâu một tuần lần hoặc là một năm vài lần, chứ còn ngày nào cũng như đại nhạc hội chắc chắn đâu có nổi, phải không? Thành thử ra mình sống được yên lặng và là cầu tịch. Nghĩa thứ ba của sa di là gì? Là cần sách. Siêng năng cần mẫn. Mới vô tu mà lười quá sao tu? Học kinh không chịu học thì làm sao tăng trưởng hiểu biết trí tuệ? Làm việc trong chúng mà không có thì làm gì có phước? Cho nên người mới tu phải tạo phước bằng cách là lấy công sức của mình ra phục vụ đại chúng để tạo cái phước cho mình. Rồi chịu khó siêng năng học hỏi những thời công phu, những bài kinh sám căn bản để làm gì? Để bồi dưỡng cho cái cơ bản tu học của mình là thuộc kinh. Rồi thích ngồi thiền, thích tụng kinh, nhất là phải thích lại Phật. Ở chùa Pháp Hòa mà vị nào mà sắp sửa đi thọ giới là Pháp Hòa chắc hết à, phải sám hối à. Phải lấy thời giờ ra sám hối. Pháp Hòa con chú sa di cuối năm này được đi thọ giới. Trước khi Pháp Hòa đi giảng, chú lên chú xin: con xin thầy cho con thêm thời công phu phi thời, con xin được sám hối và ôn tụng giới. Tốt. Vì đó là cái điều Pháp Hòa nhắc nhở. Ai trước khi đi thọ giới phải thường xuyên sám hối. Để làm gì? Để thân tâm mình thanh tịnh, tiếp nhận giới pháp một cách trọn vẹn. Và chính cái sám hối tiêu nghiệp đó mới giúp cho mình một phần trên con đường tu tập của mình. Pháp Hòa thường nói sám hối như uống nước, uống một chén canh trong bữa ăn vậy đó. Ăn cơm khô, ăn gì ăn có chén canh thì tự nhiên thấy bữa đó cơm đó gần như là đủ món vậy đó. Để chi? Nuốt cho nó trôi. Người tu cũng vậy. Mình tu mà nghiệp chướng mình còn, phước đức mình mong manh, tri giác mình vẫn hay sai lầm, tuệ căn mình vẫn chưa vững chãi, tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi. Tham tâm nhiễm ô còn dễ phát khởi, tham sân si chưa thực sự vững bền gì đó, mấy cái đó mình còn nguyên hết trơn thì làm sao? Cho nên cuối cùng phải làm sao thanh lọc nó. Cho nên mình phải có một cái nhạo định là thích sự vắng lặng. Vắng lặng đây nó có nhiều cách. Khi trong chùa không có chuyện gì làm, mọi người yên lặng về phòng đọc sách, tự nghiên cứu. Vắng lặng đây là khi mà mình ngồi thiền yên tĩnh, khi ăn cơm im lặng, khi đi trong im lặng. Đó là những sự vắng lặng cơ bản mà người tu phải
phải sống được với nó. Chỉ có khi nào mình sống được với cái vắng lặng đó thì tâm mình nó mới yên thôi. Quý vị thấy hàng ngày mình giao tiếp nhiều là mình mệt nhiều. Mình giao tiếp nhiều mình mệt nhiều. Tri sự thiểu thời phiền não thiểu mà. Biết việc ít thì phiền não mình ít. Thức nhân đa xứ thị phi đa. Mình biết người nhiều thì thị phi nó nhiều mà. Còn mình không biết ai hết, mình đi thông dong. Cho quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng, ca sĩ, nghệ sĩ rồi đi đường mà lắm. Tại vì lúc nào cũng những cái ống phim, những cái chụp ảnh họ đi theo mình. Còn như mình là thương, mình là phó thường dân là khỏe nhất à. Đi đâu đi khỏi có phiền hà gì hết. Đó. Cho nên có ánh sáng của Như Lai tên là Nhạo Định. Người thấy ánh sáng này tự nhiên tu 10 điều, bỏ được điều ác, tu được điều thiện. Có ánh sáng tên là Thoát Môn. Người tà kiến nếu gặp ánh sáng này liền được ánh sáng chánh kiến. Hồi nãy Pháp Hòa ví dụ với đại chúng như đó. Môn là cửa. Thì chúng ta đừng để một cánh cửa pháp môn nào tu mượn pháp môn để làm cho mình giải thoát. Nhưng rốt cuộc rồi thì pháp môn lại làm cho mình bế tắc. Mình bị dính mắc và khởi tham sân si trong những cái chuyện gọi là pháp môn của mình mà mình không hề hay biết. Cho nên cái này gọi là thoát môn. Mà người nào thấy được ánh sáng này thì tà kiến không còn. Có nhiều khi á, nhiều người người ta gặp mình, người ta nói những cái điều tà kiến. Mà nhất là những Phật tử, họ hay ở nghĩ là mình ở trong chùa lâu năm, cái gì mình biết. Nhưng mà những cái biết đó nó chẳng dính dáng gì tới Phật Pháp. Nó chẳng tăng trưởng lợi ích gì cho sự tu tập. Ví dụ như có một người đã tới thấy một Phật tử đã đang thờ Phật. Người ta thắp một cây hương cao hơn cái tượng Phật. Tại ta tụng kinh một tiếng, hai tiếng, người ta thắp một cây hương vậy. Cái vị đó la, nó tại sao dám thắp hương cao hơn đầu tượng Phật. Trời ơi, lấy cái nhang ta bẻ ngắn xuống vậy đó. Nó chỉ được thắp hương tượng Phật thôi. Khổ chưa? Rồi cái người ta nhìn vô đạo Phật mình, ta thấy gì? Đạo Phật vậy sao? Đạo Phật ở mấy cái chuyện nhang cao nhang thấp thì sao? Thành tử rốt cuộc rồi nó làm cho cái tà kiến nó sanh trưởng trong chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là những cái pháp chân chánh thẳng ngay, dẫn dắt cho mình ra khỏi những cái tà lợp. Mà rốt cuộc ở trong chánh pháp mà quá nhiều tà pháp, hay là ở trong chánh pháp mà quá nhiều tà kiến về chánh pháp. Tà kiến tức là những cái thấy lệch lạc, những cái thấy lệch lạc. Nó không hề tội lỗi gì hết á, nó không tội lỗi. Nhưng mà nó làm cho mình, nó làm cho mình thấy sai. Mà thấy sai là mình sẽ tu sai và hướng dẫn người khác sai lầm. Cho nên mình phải làm sao có được cái thoát môn mà vượt được cái tà môn, tức là tà kiến. Lại có ánh sáng tên là Thiên Thủ, người thủ thiên chứ. Người thiểu thiên, người tham lam keo kiệt, nếu thấy được ánh sáng này thì sẽ ưa thích bố thí. Chữ thú nghĩa là mình hướng tới, chỗ mình hướng tới. Chữ thiên là cõi trời. Thì cái này nó tương đồng với 10 niệm. Ở trong trong 10 niệm mà Phật dạy mình á, thường thường đại chúng nhớ là chỉ có niệm Phật phải không? Đại chúng nhớ niệm Phật phải không? Nhưng mà ngoài niệm Phật có niệm gì nữa? Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thiên nghĩa là mình niệm cõi trời. Mình niệm cái cõi sung sướng, cái cõi an lạc, cái cõi hạnh phúc của cõi trời. Ví dụ nè, mình đi vô trong hãng làm mới sáng sớm là bị cái người đó họ kiếm chuyện với mình. Có thể là một người khách, có thể là một người làm chung. Thì mình vừa gặp khởi cái tâm đó lên là mình nhớ là mình đang sắp sửa bị niệm phiền não rồi đó. Bây giờ mình phải thấy rằng đây là một pháp để mình chuyển hóa sáng nay. Thì lập tức mình đưa cái tâm mình đến cái cõi cao hơn. Thì cái đó gọi là thú thiên. Thú tức là mình thú hướng tới. Thiên là cõi trời. Hãy đưa tâm mình, tại vì người thế gian mà hãy nói tới cõi trời là tự nhiên ai cũng nghĩ tới gì? Sung sướng, thoải mái, hạnh phúc. Mặc dù cõi đó có thể còn luân hồi sanh tử, nhưng mà cái cơ bản nói tới cõi trời là tự nhiên sung sướng thôi. Nhưng mà ở đây người nào có được thấy cái này thì cái tâm tham lam, tại vì chữ thiên là tượng trưng cho cõi trời,
là tưởng cái chỗ của phước báo. Mà cái chỗ đó, cái phước báo đầu tiên của họ có là gì? Đó là bố thí. Bây giờ Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nha. Mặc dù nước Mỹ thiếu nợ, nhưng mà hiện tại á, trên thế giới này á, có những thiên tai mà nếu chỗ đó người ta cầu cứu á, thì nước Mỹ sẽ có mặt để chia sẻ. Mặc dù nước Mỹ vẫn thiếu nợ, nhưng mà nước Mỹ vẫn không có sót cái sự chia sẻ và bố thí. Rồi bây giờ quý vị thấy á, hàng tháng mình đi làm đóng thuế vô cho chính phủ, thì cái tiền thuế đó chính phủ có đem đi bố thí không? Có không? Có. Người bệnh nè, người nghèo nè, người già nè, đủ các thành phần trong xã hội đều được ăn tiền của chính phủ. Mà cái tiền đó từ đâu ra? Từ tiền thuế của mình. Vậy thì mình đóng thuế là mình gián tiếp phụ giúp vào ngân quỹ từ thiện. Rồi sửa đường nè, nhất là những cái xứ mùa đông, sau một cái mùa đông lạnh lẽo là đường xá hư, chính phủ sẽ sửa đường. Thông qua ví dụ vậy đó. Thì mà nói thiệt chứ nước Mỹ hay là nói ở nước Mỹ, nước Canada, dù có gì đi nữa, đâu đến nổi. Đâu đến nổi đâu. Như vừa rồi dịch Covid-19, mặc dù là mình ai cũng tơi bời hết, nhưng mà chưa có tơi bời qua lá. Nghĩa là cũng gặp khó khăn, nhưng mà cuối cùng rồi chính phủ cũng tìm mọi cách giúp đỡ cho người dân. Nước Mỹ giúp rất là nhiều cho người dân trong cái dịch vừa rồi. Canada cũng vậy. Thành thử ra mình mới biết rằng đây không phải cõi trời là cái gì, mà từ cái gì mà có được cái cõi sung sướng đó? Từ cái cơ bản nhất là bố thí. Cho nên cúng cô hồn á, đối tượng cúng cô hồn và bài pháp để giảng cho cô hồn không có gì ngoài cái câu nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Cúng cho họ, nói cuối cùng rồi, một câu cuối cùng tôi muốn nói với quý vị thôi. Thần chú gia trì thức ăn tịnh, cúng thí mười khắp cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề. Sở dĩ quý vị ngày nay thành những loài đói khổ là từ đâu? Từ cái sang tham thôi. Sở dĩ mà ngày nay quý vị nghèo đói là sang tham, mà khổ tâm là do không biết hướng tâm về chánh pháp. Cho nên hôm nay tôi nói cho quý vị hai việc thôi. Nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Muốn được như vậy thì làm cái gì? Chỉ cần quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng, công đức sẽ đi về cõi vị lai. Đó. Nguyên cái thời cúng cô hồn, thỉnh họ, thuyết pháp cho họ, sám hối cho họ, quy y cho họ, nói đủ thứ, mọi hình thức, mọi bài kinh. Nhưng cuối cùng chỉ nói với các vị, sở dĩ các vị như vậy là vậy đó. Rồi bây giờ quý vị đọc coi. Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp, đều do vô thỉ tham sân si. Vô thỉ khổ đau của chúng sanh không ngoài ba cái đó. Cho nên thỉnh thoảng á, mình khởi cái tâm ghét bỏ ai, không muốn giúp, thì mình nghĩ lại thú thiên, hướng về cái cõi trời. Vì cơ bản làm gì làm chứ đời sống vật chất mà nó thoải mái, người mình nó cũng thoải mái hơn. Đó là cái điều đúng thật thôi. Bây giờ quý vị tu mà tiền không có một túi nè, biểu mình đi tu thì tôi cũng muốn tu lắm, mà ai lo cơm áo gạo tiền cho gia đình tôi? Tôi cũng phải lo, tôi đi cày tôi. Cho nên có tiền, có cái cuộc sống vật chất cơ bản đó, mặc dù nó chỉ là cái giả tạm, nhưng đời sống con người cơ bản nhất vẫn là cái cơ bản đó. Rồi từ đó mới chuyển. Cho nên cúng cô hồn á, thuyết pháp cho họ nghe, nhưng mà cũng phải cho họ ăn. Phải cho họ ăn, người ta no, người ta mới nghe pháp được. Người ta nghe, người ta no, người ta mới nghe pháp được. Nhưng mà trước khi mà các vị đó, cho nên cái nghi thức cúng cô hồn nó chứa đầy đủ những cái pháp tu trong đó.
nhận diện tội lỗi nè, phát tâm sám hối nè, phát nguyện vãng sanh nè, xả bỏ được sân tham nè. Đó. Rồi đối tượng của các vị mình cúng đó là các loài khổ đau trong cái xã hội của chúng ta. Cho nên tại sao đời sống của mình ở đây đầy đủ mà mình vẫn nhớ tới những người nghèo? Đó là mình thú thiên. Mình thú thiên, mình hướng tâm về những người khốn khó để mình chia sẻ. Lâu lâu mình còn nấu cơm cho những người homeless nè, tại cái đất nước này đây. Mặc dù chính phủ giúp vậy nhưng vẫn còn có những người homeless. Tại sao? Không phải là họ không đủ, nhưng mà họ xài quá cái họ có, rồi cuối cùng họ nghèo khó. Chứ không phải là không đủ đâu. Tại sao họ người khác cũng nhận đủ giống họ mà người ta vẫn cuộc sống bình an, đủ đủ, không dư mà đầy đủ? Thì tại vì họ không có chánh niệm. Họ không có chánh niệm về tiền của họ có. Họ xài quá cái họ có thì họ trở thành cái người thiếu hụt. Cũng giống như bây giờ phát cho người lon gạo nguyên ngày nha, thì mình biết chia đều ra bữa ăn. Còn giờ con lon gạo ăn hết trơn hết trọi rồi thì ngày mai mình phải đói thôi. Ví dụ vậy, cho mình ăn sớm, mình ăn sớm thì mình đói sớm và hết sớm. Đơn giản là như vậy. Thôi thì chiều hôm nay á, mình học bài kinh này đến đây, rồi ngày mai mình học tiếp. Trì tâm là gì? Nhớ giữ cái tâm mình. Mà mình có được những cái này hết, bất cứ những cái nào nó cũng đều có cái, mình có điều kiện hết á. Nhưng mà nhiều khi mình không trì được cái tâm đó thôi. Mình cũng có định đó chứ, cũng có ngồi thiền đó chứ, nhưng mà mình đâu có giữ cái tâm ngồi thiền của mình lâu. Mình cũng có khởi tâm bố thí đó chứ, nhưng mà khi nào mình vui thì mình thí, mà mình không vui thì mình nghỉ thí. Còn nếu tệ nữa đòi lại.